Ok. Rồi, good morning mấy anh chị. Hôm nay mình học tới chapter 11 nha. Chapter 11 nó học về real estate appraisal. Cái nghề của mình nó không phải appraisal. Nhưng mà chính phủ nó vẫn bắt mình phải biết tí xíu gì về appraisal ha. Mình nó biết là thì chính phủ nó muốn biết mình và nó muốn cho mình biết về cái appraisal, về cái cách mà người ta định giá cái nhà của mình. Tại giờ mình dẫn khách đi mua, mình thấy ủa sao cái nhà này nó đề giá là 1 triệu đồng, còn những cái nhà khác thì nó chỉ có 500 ngàn thôi, ví dụ vậy ha. Thì chính phủ nó cho mình biết là cái cách mà để người ta định giá. Let me start. All right. Okay. Thì appraisal đó là estimate of property value made by professional appraiser and set forth in written appraisal report. Cái appraisal nó là opinion chứ nó không phải là scientific conclusion, đúng không? Tại vì người ta dựa theo những cái điều kiện của cái nhà. Ví dụ như người ta nhìn cái nhà nó mới xây với một cái nhà mà nó xây 10 năm rồi, thì những cái vật liệu với những cái điều kiện của cái xây nhà đó nó khác nhau, cho nên cái nhà nó xây 10 năm, xây 100 năm rồi, những cái vật dụng trong nhà nó cũ rồi, thành ra cái giá của nó không thể nào mà nó tương đương với cái giá nhà mà nó mới xây được ha. Dạ, thành ra cái đó chỉ là cái opinion, người ta dựa theo những cái điều kiện mà chính phủ nó đặt ra, người ta áp dụng đó, cho nên người ta biết appraisal. Competent appraiser may disagree about value property. Nó đúng, tại bây giờ thí dụ như hai người làm appraisal, thí dụ như mình với một cái người khác học ra cái bàn đi cái nhà, mình dựa theo cái điều kiện của cái nhà, mình nhìn vô đó mình có thể định giá cái nhà này nó giá trị 500 ngàn, nhưng mà không phải một cái người appraisal khác, người ta cũng có xem cái đầu óc như mình để người ta định giá, ok cái nhà đó cũng 500 ngàn, có thể người ta định giá 600 ngàn hay 400 ngàn, tại vì tất cả những cái này nó là cái opinion, cái ý nghĩ của người ta thôi. Người ta dựa theo những cái điều kiện người ta học, người ta nhìn vô cái nhà đó, người ta nhìn vô những cái vật dụng ở trong nhà đó thì người ta cho ra cái giá. Thành ra luôn luôn khi mình kêu hai người tới để làm cái appraise cái nhà đó, hai cái report nó ra nó khác nhau, cái giá nó sẽ không có giống như vậy. Nó hơi tương đương tí xíu nhưng mà nó sẽ không hoàn toàn nó giống nhau. Dạ. Yeah. Cái purpose là cái lý do để mà nó để chính phủ nó có cái appraisal đó là cái estimate của cái property value. Tại vì bây giờ thí dụ mình nhìn cái nhà ngang cái đường bên kia, mình nhìn vô nhà đó mình thấy nó mới xây mà mình cũng đâu biết là cái giá nó bao nhiêu, thành ra chính phủ nó đưa ra cái appraisal để định giá cái nhà.
ta biết để cho người bán nhà và người mua nhà biết tại sao mà cái nhà đó nó trị giá như vậy. Appraiser may be self-employed or work for a bank or saving and loan, mortgage company, private corporation involved in real estate, government agency. Cái người appraiser đó, người ta có thể làm trong nhà băng. Người ta làm cho nhà băng thì khi mà mình đi mượn tiền nhà băng để mình mua nhà đó, mình mượn loan đó, thì nhà băng gửi cái người đó xuống appraise cái nhà. Mình bán nhà, mình có thể mướn những cái người appraiser riêng cho mình mà mình phải trả tiền. Thì cái người appraiser mà làm riêng đó, người ta gọi là free appraiser, tức là independent appraiser hired to appraise a particular property in exchange for a fee. Thì thường á, trước khi người ta bán nhà, trước khi người ta mướn broker, người ta muốn coi cái giá nhà của người ta ra sao, thì người ta mở một số tiền ra 300-350, người ta mướn cái người appraiser tới để định giá cái nhà người ta, thì lúc đó người ta mới mướn cái người broker. Nhưng mà mình mướn như vậy đó, nó mất tiền mình vô ích. Tại vì dù cho bây giờ cái người appraise của mình, người ta định giá là cái nhà của mình sắp bán là 1 triệu đồng, nhưng mà khi cái người vô mua nhà mình, người ta đi mượn lô, nhà băng nó gửi cái người appraise khác, thì nhà băng nó dựa theo cái report của cái người làm cho nó, nó cho cái người đi mượn tiền mượn, chứ nó không có vì nó dựa theo cái report của cái người appraiser của mình, hoặc là nó không có dựa theo ok người này cái giá mình đưa lên 1 triệu, cái người đi mua người ta đồng ý người ta mua cái nhà mình 1 triệu, người ta 20%, thì bây giờ ta mượn 800 ngàn, nhà băng nó sẽ dựa theo cái đó, nó cho người đó mượn 800 ngàn, không bao giờ nó cho mượn dựa theo cái appraiser report của cái người làm cho nó. Tại bây giờ thí dụ như mình ăn cánh với cái người appraise mà mình trả tiền, cái nhà mình trị giá chỉ có 500 ngàn thôi, mình trả tiền riêng cho ta, nó giờ anh viết lên cái giá cao cho tôi, thấy không? Thành ra khi nhà băng á, mà nó dựa theo cái report của cái người appraisal mà mình trả đó, coi như nó lỗ. Tại vì nhiều khi nhà băng nó tuốt ở bên New York, nó đâu có ở đây để mà nó vì cái nhà mình nó biết cái giá, thành ra nó dựa theo những cái người appraisal. Tại vì những người đó cũng giống như mình, trước khi mình đi nhà mình phải lấy cái license và mình sẽ chịu trách nhiệm với những cái report mà mình viết ra, thấy không? Ra nhà bán nó luôn luôn nó phái người của nó để nó tên là cái appraise của cái nhà. To improve impartially, special rule apply to appraiser in home loan transaction. If loan will be secured by borrow home, appraiser cannot have any financial interest in property. Tức là nói là để cho những cái người appraise đó, người ta làm việc đàng hoàng đó, thì nó cái luật nó đặt ra là những cái người mà làm giá cái nhà mình đó, người ta không được quyền mua hay là có ý định mua cái nhà mà người ta tới người ta định giá. Tại vì nếu người ta có ý định mua, người ta viết report cho mình á, cho cái người mượn loan á, người ta viết cái giá thấp hoặc là viết cái giá quá cao để người đó mượn loan không được. Nhưng mà khi người ta vô người ta mua nhà, người ta viết cái giá nó rẻ đi để người ta dễ mua hơn. Thì ra cái luật nó đặt về những cái người mà đi định giá nhà không được mua hoặc là không được có những cái gì dính líu tới cái nhà người ta định giá để cho nó có công bằng. If loan will be sold to Fannie Mae or Freddie Mac, appraiser cannot have substantive communication with mortgage loan originator. Appraisal must be arranged by independent company or lender department. Appraiser cannot be selected or compensated by real estate agent. Nó nói là khi mà mình đi mượn loan á, mà những cái loan ở nhà băng mình, mấy cái chapter trước mình học á, là nó có primary market, nó có secondary market, đúng không?
đầu tiên mình đi mượn loan, nhà băng băng ở America nó cho mình mượn, nhưng mà mấy năm sau nó ăn hết tiền lời rồi đó, nó bán lại cho những cái người investor gì nhớ không, mấy chapter cách đây 1-2 tuần mình học đó, thì những cái loan đó đó là nó thuộc về Freddie Mac. Cho nên nói khi mà một cái người đi mượn tiền ở nhà băng để mà mua cái nhà đó, để mượn loan mua nhà đó, thì những cái người tới định giá đó, người ta chỉ được quyền tới định giá, người ta viết cái report, người ta gửi cho cái người mua nhà, chứ người ta không được gọi hẳn nói chuyện với cái người loan officer của những cái người mua nhà, tại vì để cho cái sự công bằng. Chứ nếu người ta gọi cái người cho mượn loan đó, người ta có thể ăn cắp với cái người định giá, viết nó cao lên hay viết nó thấp xuống, thấy không? Thứ nhì nữa đó là những cái người mai mốt nữa mình dẫn khách đi mua nhà đó, dù cho mình biết cái người appraisal, tình cờ mình biết một cái người bạn người ta làm ở trong nhà băng, cái người đó lại là người đi định giá nhà mà mình sẽ bán cho cái người thân thuộc của mình, mình cũng không được quyền nói chuyện với cái người appraiser đó, hoặc người appraiser đó cũng không được quyền nói chuyện mình, hoặc mình không được trả cái tiền thêm cho người ta để người ta viết nhiều hay viết ít để cho cái luật nó công bằng, thì những cái đó nó có, cái luật nó có. Appraiser is agent and has fiduciary duty to client. Appraiser has duty of confidentiality and should disclose result of appraisal to client only. Appraiser must also disclose if he has any interest in property being appraised. Thì cái người appraisal này đó cũng giống như mình, là mình có cái nhiệm vụ, mình có trách nhiệm, mình bảo vệ cái thân chủ của mình. Mình có cái trách nhiệm là mình phải thành thật với thân chủ của mình. Và khi mình viết cái report đó, mình chỉ đưa cho cái người buyer only, mình không cần đưa cho cái người seller, mình không cần đưa cho người agent, và mình cũng không cần đưa cho cái người loan officer của cái người buyer. Mình viết cái report để mình làm cho nhà băng, cái report chính mình đưa cho nhà băng vì mình làm cho nó mướn mình tới appraisal cái nhà, cái copy mình đưa cho cái người buyer của cái nhà. Và nếu mà mình thích cái nhà đó, tình cờ mình không biết nhà đó mà mình tới mình định giá cái nhà, mình thích cái nhà đó, thì mình cũng phải cho cái người buyer biết, và mình phải cho cái nhà băng mà mình làm việc á, nói là tôi tới định giá nhà nhưng mà giờ tôi thấy cái nhà đó tôi thích, cho nên có thể tôi cũng sẽ mua cái nhà đó. Thì lúc đó nhà băng nó sẽ kêu một cái người khác tới định giá, tại vì nó muốn có một cái sự công bình, cho nên nó không muốn mình làm định giá cái nhà nữa. Và nếu mà mình không nói mà về sau này đó có ai biết được, hoặc là mai mốt lên mình mua cái nhà đó đó, chính phủ nó biết được là lúc đó mình định giá cái nhà đó trước rồi, thì nó sẽ điều tra mình, nếu nó bắt được mình ăn gian thì mình sẽ ở tù với mình mất bằng. Uniform Standard of Professional Appraisal Practice, viết tắt là USPAP, govern the appraisal profession. If it is a felony for appraiser to fail to abide by USPAP in order to defraud a federal insured lender. Thấy không? Cái luật, nếu mà mình phạm luật á, thì nó chiếu theo những điều luật ở trong cái Uniform Standard để mà nó bắt mình ở tù. Tại vì mình thấy ở nhà băng, hầu như nhà băng nào cũng vậy đó, mình vô đó mình thấy cái bảng nó đề là FDIC Insure, tức là bất cứ nhà băng nào nó cũng mua bảo hiểm mà chính phủ nó control. Thí dụ nhà băng nó bị bankruptcy thì cái bảo hiểm nó sẽ nhảy vô đó đề up từ bao nhiêu, nhiều khi 250 ngàn hay 500 ngàn tùy theo cái nhà băng nó mua. Thành ra cái đó nó gọi là Federal Insure. Mà khi mà mình đã đụng tới Federal rồi, mình vi phạm luật là nó tính theo luật của liên bang chứ không tính luật theo tiểu bang. Thành ra mình bị nặng hơn. Ví dụ như mình đi ăn cắp đồ, nó chỉ về cái luật của tiểu bang,
Nhưng mà nếu mình đi ngang, nếu mình ở California, mình đi qua Arizona, mình ăn cắp, thì nó sẽ tính cái đó là liên bang. Hoặc là mình qua, bây giờ cái luật ở California đó, không cho xài súng liên thanh nhé. Bây giờ mình đi qua Arizona, nó cho mình mua được. Nhưng mà nếu mình mua, mình đem về California đó, thì nó là bị cái luật liên bang. Vì mình đi qua một tiểu bang khác để mà mình mua, để mình commit crime, đem về. Thì cái appraisal này nó cũng vậy. Mặc dù mình làm việc ở California, mình định giá nhà ở California, nhưng mà vì cái nhà băng nó mượn, nó thuộc về federal insurance, cho nên khi mình committing crime là nó tính là federal crime. Nó có bốn cái level để mà appraisal license được trong California. Một cái gọi là trainee license, cái thứ nhì là residential license, certified residential real estate appraiser, certified general real estate appraiser, và certified general real estate appraiser is highest level of certification. Thì trong bốn cái đó, cái cuối cùng là cái certified general real estate appraiser là cái mà cao nhất và cái mà làm được nhiều tiền nhất. Cái đầu tiên là cái trainee đó, thì nếu mà mình muốn làm á, mình là real estate á, mình cũng có thể học một lớp. Cái đó thì mình có thể kiếm thêm được 10.000. Cái residential license á, thì cái đó mình làm khoảng chừng 60.000. Cái thứ ba đó thì mình làm khoảng chừng 150.000, và cái thứ tư mình làm có thể lên tới 300-400.000. California definition of appraisal does not include opinion of value given by real estate licensee in course of business. Competitive market analysis is not an appraisal and should not be referred to in that way. Tức là nói là ở California đó, khi mình viết cái report ra đó, mình phải dựa theo những điều kiện của cái luật mà nó đặt ra. Chứ mình không có nhìn cái nhà đó, cái nhà này nó mới, người ta mới remodel lên, cho nên mình cho cái giá nó cao hơn. Chưa chắc. Cũng hai cái nhà mới. Nhưng mà nếu mà một cái nhà nó remodel, nó cọc phòng hay là nó sửa, nó gắn đèn vô mà nó không xin cái license, với một cái nhà nó cũng upgrade giống như vậy nhưng mà nó có license, thì cái trị giá của cái nhà nó có license, cái appraiser nó always nó cao hơn là cái nhà không có xin phép. Common definition of value, tức là present worth of future benefit, ability of item or service to command other item or services in exchange, relationship between design thing and person who designed it. Ta nói là để mà định giá một căn nhà đó, thường thường là người ta coi cái trị giá của căn nhà ngay bây giờ với 10 năm sau. Giờ thí dụ như cái nhà nó gần những cái khu động đất. Những cái khu động đất mà nó nói là bị, nếu mà mấy chị để ý mấy cái news nó hay nói đó, là ở California nó có một cái đường độc đất tuốt từ bắc xuống nam, thì những cái nhà mà nó gần những cái khu đó, cái giá trị của nó tương lai đó là nó sẽ rẻ hơn là cái giá trị của nhà xa đường độc đất. Tại vì động đất mà mình đâu có biết lúc nào xảy ra, nhưng mà vì cái scientist nó biết cái đường đó khi mà có động đất á, thì nó sẽ xảy ra đó nhiều hơn. Và cái damage của cái nhà nó sẽ bự hơn. Thành ra những cái nhà mà nó gần những cái đường động đất á, thì cái giá nó sẽ rẻ hơn. Thành ra những cái người mà đi định giá đó, người ta cũng sẽ coi những cái phần đó. Ngay bây giờ có thể nó chỉ giá 1 triệu đồng. 10 năm sau cái trend của earthquake nó nhiều hơn, thì cái giá nhà nó sẽ rẻ hơn. Thành ra nó cũng viết trong cái report. Ability of item or service to command other item or services in exchange. Giờ thí dụ như 10 năm trước á, 20 năm trước ở trong nhà tắm á, nó không có bắt buộc là phải gắn những cái ổ điện mà nó waterproof. Thí dụ như bây giờ mình thấy ở trong mấy cái nhà mới đó, trong mấy ổ điện á, nó có cái nút reset. Thì khi mà mình tắm mà mình đóng cửa hết á, cái hơi của cái hơi nước nó lên á,
nó dễ làm bị cháy nhà, dễ làm bị điện chạm nhau. Nhưng mà mấy ngày xây về sau này đó, nó có những cái nó bắt ở trong nhà phải có những ổ điện đó. Những nhà bán về sau này đó, nó bắt là phải có cái máy. Mình có thể ra Home Depot mua 20 đồng, hay là mình có thể rewire hết nguyên cái nhà thì nó mắc hơn. Nó gọi là carbon monitor detection. Tại vì nó nói là có nhiều khi ở trong nhà cũ đó, mình ngủ, cái hơi gas nó leak ra, hoặc là những cái hơi từ ống cống nó đưa lên, nó có thể làm người ta chết. Cho nên những cái nhà về sau này mình bán á, nó bắt buộc mỗi nhà phải có cái máy đó. Thì những cái item đó, đó người ta sẽ tính là 10 năm sau những cái vật dụng đó nó có hiệu lực hay không, cái luật nó có đổi, nó có cộng thêm nhiều hay ít. Cho nên khi cái report từ cái value nó cũng phải viết xuống, vì nhà này có những cái điều kiện này nó đang update ngay giờ, thành ra 10 năm sau đó chưa chắc những cái update mà requirement như bây giờ đó nó sẽ bị obsolete, thì cái giá nó cũng cao hơn. Cái relationship between design thing and a person who designed it. Một cái nhà mình vô, người ta mướn cái người có bằng design một cái hộp cá, hay là người ta design một cái phòng, người ta cộng thêm phòng, cái giá nó dĩ nhiên nó sẽ mắc hơn là một cái người bình thường. Mình mua nhà mình nghĩ ok, nếu mình làm cái nhà này thôi, mình làm kiểu này nó đẹp hơn, đẹp hơn với cái mắt mình. Nhưng mà cái người design đó, người ta design một cái kiểu nhà nó đẹp hầu như cho đa số mấy người gì, thì những cái giá trị đó nó cũng cộng thêm, nó giúp cái nhà nó có giá cao hơn. For property to have value, it must have certain characteristics called element of value. Thứ nhất là utility, thứ nhì là scarcity, thứ ba là demand, thứ tư là transferability. Tức là để một cái nhà, để mà định giá một cái nhà đó, để mà nó có giá trị nhiều hay ít đó, thì nó phải theo bốn cái điều kiện này. Cái utility đó là nó nói về cái nhà đó nó có mấy phòng, nó rộng ra sao. Thì nó rộng như sao, nó chứa được nhiều người hay không. Cái scarcity đó tức là nó về demand and supply. Bây giờ cái khi mà cái người tới, người ta appraise cái nhà đó, lúc đó đó cái nhà nó hiếm hay là cái nhà nó dư thừa. Cái thứ ba là cái demand, là có nhiều người không. Bây giờ cái nhà nó hiếm nhưng mà cái khu vực đó có nhiều người muốn mua hay không. Mặc dù cái nhà nó hiếm nhưng mà nếu khu vực đó ít người mua thì cái giá nó cũng không có lên nhiều. Thứ tư đó, cái cuối cùng đó là transferability, những cái nhà đó cái title nó có bị cloud hay không, cái nhà đó nó sẵn sàng nó bán được, nó không phải đi qua những cái thiếu nợ gì cả. Thường thường khi mà mua cái cloud á, là cái cloud không, escrow, nhiệm vụ của escrow. Thành ra mình mới nói là khi mà mình mua bán nhà đó, mình khuyên thân chủ mình nên đi qua cái escrow. Tại vì có nhiều người đó, người ta gọi mình, người ta nhờ mình làm giấy tờ vì người ta muốn for sale by owner. Mình có thể giúp người ta làm giấy tờ được, thì có điền đơn, điền ấy thôi. Nhưng mà đó, không qua escrow, mai mốt nữa đó, cái title của cái nhà nó bị cloud, hay là cái nhà đó người ta bị chị cần ghế không, cần ghế để đây đi ra lấy nha. Thì khi mà mình đi qua escrow, cái nhiệm vụ của nó là check tất cả cho mình. Khi mà nó thấy cái title bị cloud, hay nó thấy bất cứ một cái gì, hay nó thấy cái nhà nó bị lien, nó sẽ báo cho hai bên biết, nó báo cho hai agent biết, seller agent và buyer agent. Thì lúc đó cái người seller agent á, người ta có nhiệm vụ người ta trở lại cái người seller,
Người ta nói là tại sao anh bị cái đó mà anh giấu tôi, hay là cố tình hay không cố tình. Thế nhưng mà bây giờ escrow nó nói vậy, cho nên tất cả cái cuộc buôn bán nó đình chỉ. Cho tới lúc cái mistake nó clear đi rồi thì lúc đó cái cuộc buôn bán nó mới tiếp tục. Escrow nó không mở, escrow nó không đi. Khi nó thấy bị một cái gì là escrow nó ngừng. Tại escrow là người đứng trung gian, nó không có về seller, nó không về buyer. Và nhiệm vụ của nó nếu đó mà thí dụ như cái title nó bị cloud hay là nó bị lien mà nó không báo cho bất cứ bên nào á, hay nó không báo cho hai bên á, mai mốt nữa đây cái người mua người ta vô nhà rồi đó, người ta bị những cái người lien trong nhà người ta bắt trả tiền đó, lúc đó cái người mua sẽ sue cái escrow và escrow phải có trách nhiệm phải đền lại tiền, và escrow sẽ bị tịch thu cái bằng, sẽ ở tù tại vì escrow nó làm phạm luật. Dạ, thành ra cũng có nhiều người trước giờ cũng kêu Danny anh biết cái nghề đó cho anh làm đi, tôi không muốn đi qua agent tại vì phải trả tiền. Nói không, buyer nó lời lắm, buyer chị không phải trả gì hết, người seller mới phải trả tiền. Mà mình làm vậy đó, mình giúp vậy đó, mai mốt ví dụ như cái title mình check mà nó không có clear đó, mai mốt mình ăn có 10.000 đồng tiền commission mà giờ mình bị sút tới cả 100.000, mình bị mất tiền, mình bị mất bạn, cho nên mình không làm. Title cloud tức là giờ ví dụ như chị ôn căn nhà nhưng mà chị thiếu tiền, chị giật tiền ta, người ta bỏ cái lien vô nhà, tức là nó là cloud title. Hay là bây giờ bố mẹ chị để cái gia tài cho chị, nhưng mà trong lúc để gia tài đó không có viết rõ, cho nên ở trong cái record nó bị cloud, cái record nó không có rõ thì nó bỏ vô là cloud. Yeah. Rồi cái value in use ha, thì cái value in use đó tức là subjective value placed on property by a particular person. Value in exchange tức là value at view by every person, also known as market value. Tức là khi mà cái value in use đó mà được định giá bởi cái người appraisal, appraiser, thì nó gọi là subjective value placed on property by a particular person, đúng không? Cái người đó người ta tới người ta định giá, người ta cho cái giá, cái đó, cái giá nhà đã trị giá bằng đó. Nhưng mà bây giờ cái value in exchange đó, tức là bây giờ thí dụ mình ở cái khu đó ha, mình thấy ô cái nhà kế bên mình nó bán 500.000, thì mình cứ nghĩ là cái nhà đó với cái diện tích đó trong cái khu mình ở nó bán 500.000. Thí dụ như cái nhà trong khu mình ở đi, nó 3 phòng ngủ, 4 phòng tắm, thí dụ vậy đó, thì mình nghĩ, mình nghĩ ô nhà nó bán được 500.000 thì nhà mình cũng cỡ đó, tức là value in exchange. Mình cứ nghĩ nó based in square feet, nó based, ví dụ như cái nhà đó nó remodel, ví dụ như cái nhà đó nó cộng phòng, có license hay không có license. Cái người appraiser khi người ta tới, người ta appraise cái nhà đó mà cái nhà nó không có license á, cái nhà cộng phòng á, cộng phòng mấy cái phòng cộng mà không có license á, người ta sẽ không appraise mấy cái nhà đó, mấy cái phòng đó. Tức là thí dụ như nhà mình đầu tiên mua là 4.000 square feet, mình cộng thêm 3 phòng nó thành 5.000 square feet. Cái người appraiser người ta tới, người ta sẽ đầu tiên là sẽ hỏi cái những cái phòng cộng đó nó có license hay không. Nếu nó không có license, người ta không appraise đó, người ta chỉ appraise cái nhà là 4.000 square feet, mặc dù cái listing của cái nhà nó là 5.000 square feet. Và người ta sẽ note trong cái report là 3 cái phòng cộng thêm á, không có license. Thì nếu cái người mua thì lời, nhưng mà cái người bán người ta đâu chịu. Dạ, thì thành ra bây giờ người ta sẽ ráng, người ta chạy đi ra ngoài thành phố, người ta xin thành phố gửi người tới approve, thì ngay lúc đó thì nó sẽ đình chỉ hết cái sự buôn bán, thấy không? Tại vì người ta bán 5.000 square feet, ta thời đã bán được 1.000.000 đồng, giờ có 4.000 thì chỉ bán có 700.000 thôi, để người ta lỗ. Nhưng mà thành ra mới nói là nếu mình mua nhà
mình cọc phòng để cho mướn hay mình cọc phòng để ở, mình nên xin cái license. Xin CD, CD nó phải xuống check đàng hoàng. Yeah. Chứ để không mai mốt á, về sau khi mình bán nhà đó, nó trục trặc lắm. Tại vì mai mốt mình bán nhà, giờ thí dụ như là City nó gửi người xuống, nó nói ồ cái code này không có đúng như cái code của license muốn, à, của City nó muốn. Lúc đó nó bắt mình phá hết. Mà mình không phá ra đó, mình không bán được nhà. Thấy không? Thành ra đầu tiên mình nghĩ ồ xem mấy trăm đồng, hỏi bất công trả tiền license. Tại vì có nhiều người construction á, constructor đó, người ta chỉ muốn lấy tiền. Mình nói bây giờ tôi muốn xây cái bàn, xây cái phòng, tôi nói ok 10.000 nếu mà có license. Nếu mà tôi không ra city to scene á thì chỉ có 5.000, nghĩ thôi xếp 5.000. Nhưng mà mai mốt khi mình bán nhà mình sẽ bị big problem. Yeah. Tại lúc đó mà giờ thành phố nó xuống, mình đã kêu nó xuống rồi, nó biết nhà mình gắn cái nhà lậu rồi, thì nó sẽ bắt mình gỡ ra. Mình gỡ ra xong rồi nó tới nó check lại lần nữa, lúc đó nó mới clear cho mình, không là bắt đầu nó gửi giấy phạt. Thấy không? Thành ra mình làm trước nó đỡ hơn là mai mốt về sau. Ngoài trừ mình nghĩ là mình sợ nhà đó forever, con cái mình nó cũng ở luôn, nó không bán nhà, thì lúc đó mình làm loss. Mà không thì mình nên làm đàng hoàng. Definition of market value used by federal financial institution regulatory agency: the most proper price which a property should bring in a competitive and open market under all conditions requisite to a fair sale, the buyer and seller each acting prudently and knowledgeably and assuming the price is not affected by undue stimulus. Tức là muốn nói là vậy, khi mà cái market value được định giá được bởi cái người appraisal đó, thì nó dựa theo là cái điều kiện của những cái nhà bán đó là công bằng, không có ai ăn gian ai. Và hai bên, người buyer và người seller, hai người biết rõ những cái cách thức mà người ta phải làm, biết rõ cái luật nó đặt, nó kêu người appraiser tới làm gì, ta biết rõ. Assuming the price is not affected by undue stimulus tức là bị chèn ép, bị ăn gian, thì coi như là cái luật nó đặt ra là cái cuộc buôn bán nhà đó là buôn bán công bằng, không có ai ăn gian ai hết. Thí dụ như giờ cái người seller, người ta nói bây giờ anh muốn mua nhà tôi đó với cái giá 1 triệu đồng đó, anh phải đóng escrow trong vòng 2 tuần. Nếu anh không đóng á thì mỗi một ngày tôi trả cái lên trăm hay trả cái lên ngàn. Thì vì cái người seller ta biết cái người mua, cái người buyer rất là muốn nhà, cho nên người ta ép như vậy, thì cái đó là undue stimulus, là ăn gian, bắt người ta phải làm lẹ để theo điều kiện của mình. Hay là biết cái nhà đó nó có phòng, nó cộng thêm, nó không có license. Và biết cái người buyer người ta muốn mua, người ta đưa thêm cái tiền mặt để trả thêm mấy cái phòng mà cộng thêm không có license. Thì cái giá bán ra đó, nó là undue stimulus, nó bị ăn gian, nó bị chèn ép. Market price, tức là price that someone actually paid for property in a transaction, also called sell price, đúng không? Mình tới mình mua nhà, mình viết offer, mình đồng ý, cái người seller đồng ý, ta bán nhà cho mình, thì đó là cái market price. Market value, tức là cái price should be paid for the property under normal condition. Most probable price property should bring matter of likelihood, not certainty. Cái market value nó khác với lại cái market price. Thì bây giờ mình thấy đó, cái market price là cái mà mình đồng ý mình trả cho cái căn nhà. Nhưng mà cái market value đó, bây giờ thí dụ như cái người appraisal nó định giá chỉ có 500 ngàn. Nhưng mà cái người mua, người ta sẵn sàng, người ta mua với giá 700 ngàn, mua giá 600 ngàn. Ngay cái thời này, mấy khu nhà mua xa đó, bây giờ mà chặn khách đi đó, cái giá người ta để 500 nhưng mình phải trả 600. Lúc đó nó mới nhìn cái offer của mình, ngay bây giờ.
Thấy không? Thành ra cái market value đó, cái market price là mấy cái mà người ta đồng ý mua, mặc dù cái nhà đó đó nó với cái market value nó không tới cái giá đó, nhờ vì người ta biết mua nhà ở khu vùng xa dễ cho mướn, người ta cộng nhiều phòng lên, người ta coi như người ta mướn tới lâu dài, cho nên người ta không cần biết người ta trả giá cao hơn hay là thấp hơn, người ta sẵn sàng người ta mua. Thành ra nó nói cái market value và cái market price nó hai cái nó khác nhau. Sale is generally considered to have taken place under normal market condition if arm length transaction unrelated party. Arm length transaction tức là bố mẹ bán cho con cái hay là bố mẹ bán cho chị em, dì cháu bán nhau, tức là những cái người related bán với nhau. Tại bây giờ thí dụ đi, cái nhà nó không đáng giá 500 ngàn, nhưng mà người nhà mình á bán cho nhau để chạy tiền. Ví dụ như cái tiền Việt Nam gửi qua muốn chạy tiền, giờ ghi cái giá cao hơn giá thông thường, cái giá thị trường ta bán. Thành ra gọi là arm length transaction. Khi mình thấy ở cái câu đó ở trong cái bài test đó, mình biết là cái đó là cái sự buôn bán giữa những người thân trong gia đình. Thành ra nó nói cái sale khi mà nó consider đó, cái giá normal đó là những cái giá nhà mà bán ở trong gia đình bán lẫn nhau đó, chính phủ không có tính cái giá đó là giá công bằng. Giờ thí dụ như cái khu đó 1 triệu đồng, nhưng mà khi mình run cái sale comparison đó, mình thấy cái ủa sao cái nhà đó nó mua chỉ có 300 ngàn. Nếu mình nhìn kỹ lại đó, là bố bán cho đứa con hay là ông bố bán cho chị của ông bố hay em của bố, chính phủ nó không làm gì được, tại vì mình được quyền bán với bất cứ giá nào mình muốn. Thấy không? Cái người mua người ta có chịu hay không, cái đó là một cái khác. Chị có cần ghé không? Nên đi ra ngoài sao? Nên đi lấy. Ok, để đi lấy cho. Ở ngoài sống bên ngoài. Dạ. Thấy không? Thành ra là chính phủ nó không có cần, nó không có consider cái đó là cái sale normal under normal condition. Dạ. Cuối năm đóng thuế đó thì thành phố đó, cái luật của Federal đúng không? Đó coi đó là sai đúng không? Không có tin. Nhưng mà thành phố đó nó vẫn được, nó reevaluate cái nhà. Thành giấy thấy mỗi một năm á, khoảng tháng 8, tháng 9 đó, nó sẽ gửi về cái giấy. Nó nói là nhà của anh bây giờ đó trị giá nó lên, tại vì cái đất nó lên, tại vì cái khu vực anh ở nó lên. Thành ra những người, dạ, thành ra những người ôn nhà đó luôn luôn tháng 8 á là sợ. Tại vì nếu mà mình gửi cái giấy mà hầu như nha, nên đi ôn thì cả mấy chục năm rồi, năm nào nó cũng lên. Nó nói cái giá nhà mình lên, lên gì đâu, nhà mình càng ngày càng cũ mà cái chiếc mẫu này nó lên. Phải không? Thành ra mình ăn gian nó ngay từ lúc đầu, lúc mình mua thôi. Mà dần dần thành phố nó ăn lại. Mà khi mà mình khai rẻ đó, lúc mình khai thuế personal đó, cuối năm á, mình đâu có claim với những cái tiền khác được nữa. Nên rốt cuộc chính phủ ăn. Chính phủ đến sau chính phủ ăn. Giờ anh thắng rồi. Dạ, thì chính phủ nó có cái mỗi thành phố, nó có một cái guideline của nó. Dạ. Cho nên rốt cuộc anh cũng bị dính. Dạ. Dạ. Không giá sàn, tại vì nó nói rồi là nó base trên cái người appraisal đó. Thứ nhất nó tới đó, nó làm cái nhiệm vụ đó là nó compare ít nhất là 3 căn nhà trong vòng 10 mai. Nếu trong vòng 10 mai nó kiếm không được, nó tính ra 25 mai, tính lên 50 mai. Ha? Đó. Thành ra như vậy đó, khi mà bây giờ thí dụ như cái người appraisal tới ha, ví dụ nhà ngay đây, nó tính trong vòng 10 mai, một năm rồi có ai bán không? Nếu không ai bán thì tính xa ra 25
mai. Không ai bán được, nó tính 50 mai. Chắc chắn là nó sẽ có nhà bán. Một năm không có, tính tới 2 năm, 3 năm. Thường thường nó tính 6 năm, 6 tháng hay là gần hơn. Nếu mà nhà đang hot á, thì nó tính gần hơn tháng, 2 tháng, 3 tháng. Cái thị trường nó không hot, nó bắt đầu nó tính 6 tháng. Nó coi cái những nhà chung quanh nó bán nhiều, cùng diện tích, cùng đủ thứ, bán nó ra làm sao. Lúc đó đó, cái đó là cái giá base, giá sàn. Sau đó nó coi nhà anh có cộng thêm phần không, có hồ bơi không. Hồ bơi đó Việt Nam mình không thích, nhưng mà cái người ngoại quốc ta rất là thích. Nhà đó có homeowner association không. Homeowner association đó nó ra làm sao, tại vì mỗi cái homeowner association nó khác nhau nữa. Có khu đó nó chỉ có tí xíu cái park cho nguyên cái dân trong đó nó xài thì cái tiền nó rẻ hơn. Có khu nó phải có cái hồ bơi. Mấy khu xây sau này đó nó có tới 3-4 cái homeowner association. Ví dụ như mà cái khu đó nó có 5 cái khu nhà xây, mỗi khu nhà nó đánh riêng cái homeowner association, nó nguyên một cái bự nó cover cả 5 cái. Thường thường bây giờ mạnh lên khu vai đó, mấy nhà mới xây đó nó có tới 3-4 cái homeowner association. Cái đó là anh phải hỏi nó chứ, thường thường thành phố nó không có quy định. Tại vì nếu mà thành phố quy định nha, thì cái unland transaction ấy nó đâu có xảy ra được. Đúng không? Bây giờ ví dụ như anh nói anh rồi cứ bán cho con tôi nó mới học đại học ra, nó chưa có tiền, giờ tôi thay vì tôi để gia tài cho nó, nhưng mà giờ tôi cần số tiền, giờ tôi bán cho nó với giá 200.000, mặc dù tôi biết cái nhà đó chỉ giá 1 triệu đồng. Thấy không? Thật ra cái đó anh phải hỏi coi tại sao. Anh hỏi, anh phải bắt nó đưa ok cái luật nào đâu. Cái city nó nếu mà nói là cái city nó nói là nó đặt ra cái luật đó gì, anh đưa cho tôi thấy cái city nó require. Hầu như không có. No. Không, thì thành ra đây mới nói là thành phố nó không có đặt cái luật cho mình là mình phải bán bao nhiêu. Từ trước giờ đến nay chưa bao giờ nghe. Tại vì nếu thành phố nó đặt á, thì nó sẽ không có cái unland transaction. Mà unland transaction này nó đã có xảy ra rồi. Nó xảy ra bao nhiêu năm trời rồi, mấy trăm năm rồi, từ hồi nước Mỹ đã thành lập rồi. Thành ra cái đó là anh phải hỏi nó. Nếu anh nói cái thành phố nó đặt ra cái luật cho tôi coi, anh có thể dễ thôi, anh khỏi cần phải nói chuyện, anh gọi thẳng tới thành phố, tôi muốn mua nhà đó, nó nói là tôi không được trả giá đó vì thành phố bắt mỗi cái giá nhà trong thành phố này phải bán bằng giá đó, có đúng vậy không? Nếu có đúng, đưa cho tôi coi cái luật thành phố đặt ra, thì tức là mình biết được người đang giá. Tại vì nếu mà thành phố đặt ra thì nó không có cái online transaction. Hiểu không? Dạ. Nhưng mà từ đó giờ đây chưa bao giờ nghe. Không, thì có nhiều khi cái người bán người ta giàu, người ta muốn làm gì, cái chuyện của người ta, cái profit người ta nhận vô đó, người ta muốn làm gì đó của người ta. Mày không cần biết cái chuyện đó. Người ta muốn lấy tiền cho từ thiện hay là đốt đi, cái đó chuyện của người ta. Cái vấn đề chính đây là nếu nó nói anh thành phố bắt anh phải mua cái giá đó, cái base, thì anh nên hỏi nó cho tôi coi cái giấy tờ thành phố nó bắt. Nó bắt tôi phải mua giá đó. Đúng không? Nếu nó đưa anh chưa hài lòng, hay anh nghĩ là có thể nó đánh lá thư bậy bạ, nó viết vô, anh gọi thẳng thành phố, tôi muốn mua nhà đó, nhưng mà cái người seller hay người escrow hay bất cứ người gì đó, my loan officer told me this is the requirement from the city,
that's true. Yeah. Thì thành phố nó sẽ nói anh gọi cái planning and development của thành phố. Mỗi thành phố nó có một cái department riêng, nó chuyên về real estate. Không, dạ thì cái đó anh phải hỏi cái thành phố. Anh muốn anh hỏi thẳng thành phố, còn không anh hỏi thẳng cái tụi cái người nào người ta đưa anh đó. Thí dụ Esco nó nói, nhưng mà tôi không nghĩ là Esco nó nói. Đó. Thì maybe người list là không muốn bán cái giá rẻ hơn. Cái kế là competitive and open market. Cái nữa là prudent and informed party and no undue stimulus. Thì tất cả cái sale mà chính phủ nó consider là normal market condition đó, nếu mà nó thuộc những cái điều kiện này để nó định giá, để mình khi mình run cái sale comparison đó, mình biết là cái giá nhà đó là giá nhà chính, hai người mua và bán nó thỏa thuận nhau, nó có một cái cuộc buôn bán đó là nó công bằng, không ai ăn gian ai hết. To have market value, property must have marketability and acceptability. Tức là nó nói khi mà để cái nhà mà nó bán được với cái giá đó thì cái nhà đó nó clear hết everything. Nó sẵn sàng, nó bán, nó không bị một cái gì hết. Rồi, những cái summary của những cái mình mới học là appraisal, mình biết tại sao mà có cái appraisal. Rồi mình biết là cái California nó không có require cái license để appraise, nhưng mà mình cần nó tại vì cái federal nó bắt buộc mình phải có license để người ta định giá cái nhà của mình. Cái value in use, value in exchange, market value, market price, element of value and sale condition, tức là những cái mình mới học qua. Cái kế là value is created, supported and eroded by external force that affect attitude and behavior. Thì bốn cái để mà nó affect cái giá trị của căn nhà đó là social ideal and standard, economic fluctuation, government regulation and physical and environmental factor. Thì bốn cái đó nó là nó sẽ ảnh hưởng tới cái giá nhà của mình. Đầu tiên mình học là cái social force, tức là change in family size, number of car, energy efficiency, affected home value, demand for certain future. Hồi trước đó, có một số khu đó, nó xây nguyên cái khu đó, nhà đó, cái diện tích giống nhau, chỉ có hai phòng thôi. Bây giờ, ví dụ, thí dụ như 10 năm trước, mình có hai vợ chồng nên mình mua khu đó mình thấy không sao hết. Bây giờ mình có con, mình đi xa, mình có con. Có con ra mình biết ở hai phòng được. Thì giờ mình dọn đi chỗ khác. Thấy không? Thành ra cái giá nhà ở đó đó, bây giờ cái khu nhà mà chỉ có hai phòng á, cái giá nhà đó bây giờ nó bị mất giá đi, không giữ giá được. Tại vì thứ nhất là bây giờ cái người Á Đông mình qua đây cũng nhiều. Mấy người immigrant qua mấy nước khác cũng nhiều. Mà hầu như người nào qua đó không có giống như Mỹ, tụi Mỹ nó chỉ có một đứa hay hai đứa con thôi, thấy không? Thành ra mình cần nhiều phòng. Thành ra những cái khu nhà mà nó xây chỉ có hai căn thôi, hay những cái zoning ở trong thành phố nó không cho cộng phòng, những cái giá nhà đó bây giờ nó sẽ mất đi, nó sẽ xuống, vì người dân sẽ dọn ra, không? Thành ra cái value của giá nhà đó nó cũng also dựa theo cái social force. Cái đó là một cái điều kiện. Cái thứ hai đó là economy force, employment level and interest rate affect purchasing power. Bây giờ cái nhà ngay bây giờ mình thấy á, là cái interest nó rẻ, cho nên bà con đổ nhau đi mua nhà. 30-40 năm trước á, minimum cái interest đó là 15 chấm trở lên. Không? Hồi trước anymore là 18 chấm. Dạ. Yeah. Nhưng mà lúc đó mình đâu có đi đâu được, tại vì cái giá interest chính phủ nó đang đi rồi.
rồi dần 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 giờ nó xuống, giờ xuống còn cái 2 chấm mấy, đi 30 năm, 2.225 nếu mà good credit. Thấy không? Thành ra giờ bà con mới nhào nhau đi mua nhà, mà khi bà con đào ra mua nhà, cái demand nhiều thì cái supply cái nhà nó tăng ít. Mấy nhà giờ người ta đang tính bán, người ta giờ không muốn bán, người ta thấy giá nhà lên, người ta giữ cho cao hơn, ta bán, thấy không? Yeah. Thì cái đó, cái economic force nó cũng giúp cho cái giá nhà lên, nó cũng ảnh hưởng tới cái giá nhà. Cái kế là government force, zoning, building code and property tax also affect home value. Property tax ở LA nó mắc hơn ở Orange County. Thành ra đó bà con mới dồn xuống Orange County mua. Cái đời sống của Orange County nó cao hơn lột. Những cái đó nó cũng affect. Thí dụ như ở Midway City nè. Hồi trước á, nó cho làm business trong nhà. Bây giờ nó đổi lại, nó không cho. Thành ra những người mà trước mua ở đó, làm business ở đó, người ta save tiền mướn cái tiệm riêng để người ta làm. Thí dụ người ta phải thuế, bây giờ người ta phải dọn ra. Thấy không? Thành ra những cái điều kiện đó nó cũng affect tới cái giá trị của cái nhà. Cái cuối cùng là environmental force, đó là earthquake, flood, pollution, climate also have big impact. Bây giờ những cái người như là người ta ở mấy cái khu mà nó hay bị earthquake, có nhiều người người ta sợ earthquake, move ra khỏi California. Thì cái giá nhà của California nó cũng sẽ rẻ đi nếu càng ngày nhiều người càng mua và càng move ra. Hay những cái nhà ở bên mấy cái vùng flood là Mississippi, Chicago hay bị flood đã dọn đi, thì giá đất nhà nó cũng thay đổi. Thì bốn cái điều này là bốn cái điều để nó thay đổi cái giá trị của căn nhà. When property value increase due to any external force beyond owner control, increase is referred to as an unearned increase, đúng không? Giờ mấy người ở bên xa, người ta ôn căn nhà, ta mua căn nhà 400 thôi. Mà tự nhiên giờ giá nhà lên tới 600 triệu đồng. Thì cái đó gọi là gì? Unearned interest. Người ta đâu có remodel cái nhà, người ta đâu có làm cái nhà người ta đẹp hơn đâu, người ta đâu có cộng phòng đâu, nhưng mà vì cái demand nhiều người thích mua ở khu bonsa cho nên giá nhà nó lên. Thì cái lời đó nó gọi là unearned increment. Cái câu này nó cũng có trong bài test. Cái gì chị? Cái này đang học chapter 11. Chị đang ở chapter nào? Highest and best yield. Yield is a property that would bring owner the greatest net return over time. Could include net income as well as enjoyment. Important in appraisal of income producing property, highest and best yield must be legal. It cannot violate zoning or CCR. CCR là nếu mà mình mua mấy cái condo đó thì nó hay xài CCR. CCR nó viết tắt của chữ Covenant Condition and Restriction. Tức là những cái limit và những cái rule khi mà mình mua những cái condo hay những cái complex. Nó giống như là homeowner association thôi. Thì khi mà người ta định giá cái nhà đó thì người ta định giá cái nhà này, người ta tính cái tương lai cái nhà đó cái trị giá của nó ngay giờ 1 triệu đồng, nhưng mà tương lai đó nó sẽ lên được bao nhiêu phần trăm, và cái nhà này tới tương lai đó nó sẽ không có bị mất giá, hay là cái khu đó người ta tính là bây giờ cái khu này toàn bác sĩ ở, hay là cái khu này những cái người owner trong cái khu đó đó, thí dụ cái khu này nó có 100 căn nhà, 100 căn á là chủ ôn chủ ở, thì cái giá trị đó nó sẽ càng ngày nó càng cao hoặc nó giữ, nó không có mất, hơn là cái khu nhà 100 căn mà 90 chủ đó nó cho mướn. Những cái khu cho mướn á, cái nhà nó sẽ xấu đi, ít người giữ cái nhà, nó ồn ào hơn,
nó party nhiều hơn, rồi đủ thứ mọi loại người nó vô nó ở thành định giá. Khi mình mua nhà đó, mình hỏi cái người agent của mình. Agent của mình có nhiệm vụ, coi như bắt buộc agent của mình á phải cho mình biết, nhưng mà thường thường agent mình nó sẽ không nói. Tại giờ thí dụ như anh muốn mua nhà đó, nó nói là ồ trong cái khu này đó hầu như nhà nào cũng cho mướn hết đó, anh sẽ chạy ra. Trừ khi anh không biết, anh ok tôi vẫn mua. Tôi biết có nhà mướn nhưng mà tôi sẽ mua nhà đó cho mướn thì tôi đâu khe. Nhưng mà nếu mấy người ở Việt Nam mới sang nó ở đâu xa đâu thì cho mướn cũng mướn tôi khe. Nhưng mà mấy người ở đây lâu rồi đó, mấy người có kinh nghiệm ở kế những nhà mướn sẽ nó no tâm thế. Thì anh run cái sale comparison nhà đó nó có nó sẽ hết. Dạ, thì nó sẽ cho thí dụ nó nói là Nguyễn Văn A owner. À, thì anh tới cái nhà kế bên, anh gọi cửa, tôi tính mua nhà này, anh có phải owner không? Ví dụ nó nói tôi là người mướn, ví dụ đó. Hay là cái người agent, anh nói người agent bây giờ anh hỏi cho tôi biết, anh cho tôi biết là cái khu này bao nhiêu người owner vẫn còn ở, người agent tham biết. Đó, thấy không? Thì thành ra vậy đó, mình mua nhà đó, mình mới coi như là mình mới chắc ăn là mười mấy năm sau, hai chục năm sau á, giá nhà mình nó vẫn cứ. Chứ mình mua nhà mà cái khu người ta cho mướn quá nhiều đó, mình phải sợ là vậy. Một cái khu đó bắt đầu nó đang xuống, cho nên bà con bán đi, bà con cho mướn, bà con trả. Nghe không? Chứ nếu mà khu nhà nó đang tốt á, thường thường homeowner người ta không có chạy, rất là ít khi. Mà mình thấy cái khu nhà mà nhiều người homeowner người ta chạy đi, người ta bán, mình vô khu nhà thấy ồ cắm bạn bán nhiều lắm, mình đừng nên mua. Nếu mình muốn ở khu đó thì mình đừng nên mua, vì khu đó bắt đầu nó xuống sâu. Dưới là highest and best you must be legal, thấy không? Ví dụ mình vô mình mua cái khu nhà townhouse, townhouse là nó hay có homeowner association. Bây giờ lúc mình tới đó, ví dụ như cái khu đó nó không cho mình ở đằng sau vườn, nó không cho mình để cái shed để mình đựng mấy cái máy cắt cỏ rồi này kia, nhưng là vì nó muốn bán, lúc nó show nhà nó bỏ cái shed vô đó. Thấy không? Mình tới nó ok khu này cũng được có homeowner nhưng mà nó cho mình xây cao hơn, hay là nó làm bộ nó bày thêm ra ngoài sân, cái đó illegal nếu nó ở đó. Nhưng mà nó biết mình chỉ vô coi cái nhà đó chỉ có nửa tiếng một tiếng thôi, lúc đó chưa chắc là cái người homeowner người ta đi ngang người ta thấy người ta bắt phạt, thì nó bộ nó gắn thêm cho mình thấy ô ở đỡ mình vô xong mình mới find out cái đó là illegal. Thấy không? Thành ra nó nói là khi định giá người ta cũng phải định theo một cái legal chứ không có được ăn gian. Principle of change, property value will increase or decrease over time. Change in value occur in response to external force as property improve or deteriorated. Tức là cái mình nhớ không? Bốn cái điểm mà mình mới học về external force đó là social force nè, government, economic force với lại environment. Thì nói cái giá trị của cái nhà đó nó sẽ thay đổi theo thời gian, lên hay xuống tùy theo cái external force. Bốn cái mình mới vừa học xong đó. Và cái nhà nó improve hay là nó bị xuống, cái nhà người ta giữ kỹ, có nhiều nhà người ta giữ kỹ đó, nhiều khi tới mấy chục năm sau nó vẫn còn đẹp, hay là người ta remodel thì cái giá nhà nó bớt xuống hơn là người ta bỏ bê, bỏ kiếp thì tôi đã mặc đầy, nhà bị mối, bị gì ta không sửa lại. Because value is always subject to change, estimate of value is only good on given date called the effective date. Đúng không? Bây giờ cái người appraisal người ta tới nhà mình, người ta định giá ngày hôm nay, người ta định giá 1 triệu đồng, người ta về, có xe nó đi, nó lạc tay lái, nó ủi, nó lật sập cái garage.
Nếu mình kêu cái người appraiser tới đó, giá nhà giờ đâu còn chịu được. Tại giờ cái garage đang bị hư. Thấy không? Thành ra cái giá trị của căn nhà nó chỉ giá trị ngay lúc người ta tới thôi. Hoặc là người ta đi về rồi một cái phòng mình bị cháy. Mặc dù nó chưa cháy hết nguyên căn nhà, nó bị sẹt điện, nó bị cháy, nó bị dơ tường hay ví dụ vậy. Cũng xem cái người đó tới, người ta đâu thể nào người ta định giá nhà nó chịu được. Vì bây giờ cái nhà này nó cần sơn, nhà này cần phải sửa lại cái ổ điện. Nó còn là chịu. Tức là ngay lúc đó là xong rồi, thì nhà băng nó định nó dựa theo cái đó. Nhưng mà giờ nếu cái nhà đó nó bị thay đổi vì bất cứ lý do gì, thì mình không có tính là cái giá 1 triệu đó nó vẫn còn chỉ giá 1 triệu nữa. Đúng không? Dạ, thành ra mới nói là cái vì cái value của giá nhà nó always nó change. Hay là ngày mai đây, cái thị trường bán nhà nó bị crash. Đúng không? Giá nhà nó giờ không cần chịu nữa nhiều chứ nó còn chỉ có 300. Thành ra mới nói là cái appraisal nó chỉ good ngay lúc đó thôi. Chứ nó không có good forever. Mình có thể lấy cái giá trị đó 10 năm sau mà nó khác. Hồi trước cái nhà này 1 triệu mà giờ nó đâu bán được 100 ngàn. Nó tại vì những cái external force nó làm thay đổi. Thì ngay lúc đó cái giá nhà đó trị giá bằng vậy. À. Thì làm sao nó chịu được? Dạ. Dạ thì after fix chứ cần nếu mà anh kêu nó liền nó đâu có appraise lên 1 triệu nữa. Tại vì hai nhà kia cháy rồi. Maybe nó appraise chỉ có 800 thôi. A property value depend on where it is in its life cycle. A property has four phases in its life cycle. Một cái là growth and development. Cái thứ nhì là stability. Thứ ba là decline. Thứ tư là renewal and remodeling. Đó thì những cái mà Danny mới nói qua nó cũng giống giống vậy đó. Là cái giá trị của ngôi nhà nó tùy. Bây giờ đó mấy cái mình mới học đó, cái external force, cái khu nhà này nó chỉ có 2 phòng thôi. Nhưng mà giờ cái số người mà immigrant đi qua nước Mỹ nó nhiều. Mà thường thường đa số gia đình là có hơn 2 người. Thành ra người ta chọn những căn nhà nó bự hơn, nó nhiều phòng hơn, nó nhiều tiện nghi hơn. Hay là mấy nhà về sau này đó, hồi trước mấy nhà xây đó, 4 bức tường, chỉ có 1 cái cửa để đi ra ngoài vườn sau. Nhưng bây giờ mấy nhà mới xây này đó, nó làm đẹp lắm. Nó làm cái tường nhưng mà bằng kính. Cho nên mình thấy nguyên một cái backyard của mình. Nó đẹp và mình thấy nó rộng. Hơn là giờ mình vô cái nhà cũng cùng cái diện tích đó, ví dụ như 1.000 square feet. Mình vô mình thấy 4 bức tường, mình thấy chật. Nhưng mà giờ đó cái tường này đó, nó làm bằng kính. Nên mình nhìn thông ra đằng sau luôn. Mình thấy nó bự, thấy nó đẹp. Thấy không? Tùy theo cái growth với cái development, cái cách nó xây nhà nó đổi khác. Mình thích hơn cái giá nhà này đấy ha. Stability, decline, nhiều người mua hay nhiều người dọn ra, nhiều người ôm cái đó. Mình remodel cái nhà mình đánh trị cao hơn. Tất cả những cái đó nó depend trên cái giá nhà của mình. Property also has physical life cycle and economic life cycle. Hai cái này bài khác nó hay hỏi như lắm. Economy or useful life usually end before the physical life. Improvement usually become obsolete before they actually fall apart. Thường thường cái nhà của mình á, nó last lâu hơn là cái economic life, đúng không? Nhà mình có thể thấy cái nhà nó đứng 100 năm, 200 năm. Nhưng mà cái economic life đó, tức là nó nói về cái external force, mà 4 cái điều mà mình học đấy. 4 điều mình mới học rồi đó, nó sẽ qua lẹ hơn là cái nhà. Thấy không? Mình có thể mua nhà ở dưới Santana nó xây cả 100 năm rồi, nhưng mà giá nhà nó thay đổi. Thành ra cái economic life đó thường thường á nó chấm dứt trước cái physical life, tức là trước khi cái nhà nó bị sập, trước khi người ta phá nhà người ta xây lại cái khác, thì cái giá trị của căn nhà nó dựa theo economic life đó. Nó chấm dứt trước khi mà cái nhà nó bị sập.
đúng không? Giờ thí dụ như cái nhà đã xây 100 năm trước ha, trị giá nó 10.000. Từ cái năm số 1 nó xây tới năm 1990 tới năm 99 á, cho như là 100 năm một nhà nó bị sập ha. Thì có phải cái giá nhà nó thay đổi không? Thay đổi. Giá nhà lên, giá nhà xuống. Khi giá nhà lên là nó thay đổi rồi, gì khi mà bắt đầu giá nhà xuống á là coi như cái life cycle của cái nhà nó end ngay đó rồi, rồi nhà xuống rồi bắt đầu lên là cái life cycle của cái đó nó end nữa rồi, thấy không? Thành nhưng mà cái nhà nó vẫn đứng vững, thành ra cái economic life của cái nhà luôn luôn nó ngắn hơn là cái physical life của cái nhà. Anh chị hiểu hả? Ok. Improvement usually become obsolete before they actually fall apart. Cái đó cũng đúng. Bây giờ hồi trước á, mình thấy có một thời gian á, remodel nhà đó, người ta hồi thời xa xưa nha, trong nhà đó nó là thảm, xong rồi nó đổi qua thành cái vinyl, vinyl xong nó đổi qua gỗ, bây giờ là gạch. Thành ra mình mô hay là mình kêu những cái người mà remodel nhà đó, người ta luôn luôn á, người ta remodel theo cái thời, theo cái thời đại. Có một thời nó nói ô bây giờ đó remodel đó lại làm hết bằng cái vinyl, xong rồi vinyl người ta thấy không có lát, người ta mới đổi qua gỗ, gỗ xong đổi qua gạch, rồi bây giờ người ta đang đổi cái gỗ nhưng mà nó giống như cái gạch. Dạ. Yeah. Thành ra cái improvement nó thường thường nó cũng become obsolete. Mình không nói là ô cái nhà tôi remodel 10 năm rồi. Đúng, 10 năm trước nó xài bằng cái vinyl, nhưng mà giờ 10 năm sau nó xài bằng gạch. Thời nãy đang xài bằng gạch, nó không xài bằng cái vinyl nữa. Principle of supply and demand. If demand for product exceeds available supply, its value will increase. If supply of product exceeds demand, its value will decrease. Đó, thì nãy giờ mình nói đó, nếu mà nhiều người mua nhà thì dĩ nhiên á, cái demand nó cao đúng không? Mà demand nó cao á thì cái nhà bán á nó sẽ ít đi. Tại người ta mua hết rồi. Đâu có còn nhà nào bán nữa. Thì thành ra cái giá nhà nó cũng vậy luôn, nếu mà nhiều người mua nhà thì cái giá nó sẽ lên, mà ít người mua nhà đó thì cái giá nhà nó sẽ rẻ đi. In real estate, supply and demand affect housing supply and purchase price and apartment vacancy and rent. Bây giờ mình không biết giá nhà lên hay xuống, mình cứ đi vòng vòng mấy khu apartment á là mình biết liền. Apartment á mà nó ít người mướn á, tức là mình biết nhà nó đang lên, bà con chạy ra mua nhà, bà con không mướn nhà. Mà khi giá nhà mắc quá đó, bà con mua không nổi đó, bà con chạy ra mướn nhà. Thì giờ mình khỏi cần đi đâu, mình khỏi cần gọi broker, mình hỏi. Mình cứ đi vòng vòng mép thật mà. Mình thấy cứ đề vacancy, vacancy, vacancy á, thì mình biết giá nhà đó, nó đang lên, bà con đang chạy đi mua nhà. Principle of substitution. Value of product is limited by cost of obtaining an equally desirable substitute. If substitute can be obtained without undue delay. Tôi đã nói thường thường khi mà người ta so sánh nhà đó, bây giờ dùng người ta vô khu đó, mình muốn bán nhà. Người ta kiếm trong vòng 5 năm, 10 năm rồi mà không có nhà nào bán hết. Thì giờ người ta sẽ dựa theo những cái nhà ở cái vùng lân cận, ở những cái thành phố lân cận, ví dụ như cái nhà 4 phòng 3 phòng ngủ ở cái ngay cái sát bên cái border của cái thành phố giữa Santana với lại Phantom Valley đi, cái nhà nó bán 500.000, thì cái nhà mà ở bên Santana người ta đang tới cái định giá đó, người ta sẽ dựa theo cái điều kiện của cái nhà ở bên Phantom Valley để người ta làm cái report cho nhà Santana, đó là substitution.
Nhưng mà thường thường trường hợp này nó ít xảy ra lắm, tại vì thường thường cái nhà người ta sẽ kiếm được trong vòng 10 năm, 15 năm là có cái nhà trong khu đó nó bán. Principle of substitution is theoretical basic for all three methods of appraisal. Mấy này thì mình học về sau. Thì mình nói là substitution thì nó sẽ xài ba cái appraisal. Nếu mà nó đầu tiên nó tới nó định giá không có thì nó sẽ xài mấy cái đó để nó tìm ra cái giá để nó viết cái report cho mình. Cái đó mình sắp sửa mình học. Mình sẽ nói là discuss later. Yeah, mình sắp sửa mình học. Principle of conformity, maximum value of property is achieved when there is reasonable degree of conformity in the area. In residential neighborhood, some conformity, but not too much among property had positive effect on value. Giờ mình vô một cái khu nhà ha. Mình thấy khu nhà nào nó cũng xây 2 tầng hay xây 1 tầng. Cái màu sơn của nó cũng giống giống nhau. Bảo đảm 100% cái giá nhà cái khu đó nó cao và nó giữ cái giá nó lâu dài hơn là mình vô một cái khu mình thấy nhà một tầng sụp sệ, nhà kế bên xây 4-5 tầng cao lên chỉ giá 1 triệu đồng, cái nhà kế bên maybe 500 ngàn, nhà kế bên nữa xây cao hơn nữa 2 triệu. Cái nhà cái khu đó đó, cái giá nhà đó nó luôn luôn nó ở cái đường xuống, nó không có giữ được cái khu nhà. Mình vô khu nhà mình thấy cái nhà nó sơn màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu tím, đủ thứ, nó không có conformity, nó không có giống nhau. Cái giá nhà khu đó nó không có cao và nó không có giữ lâu. Dạ, cái khu đó thường thường không có HOA, hay là những cái khu nhà cũ này cũng vậy, nó không có HOA. Nhưng mà mình để ý đi là cái người Á Đông mình vô mua nhà đó, người ta chỉ biết mua, xong rồi người ta xây theo cái ý người ta muốn. Ví dụ như nguyên cái khu ngay đi đường Haza xuống à, bên phía tay trái tay phải đó. Thường thường mình xây lên, thường thường nó cho mình xây lên 2 tầng. Nhưng mà cái đây em muốn nói đây là ví dụ như cái khu nhà nó đang sập sệ. À, vô nhà có nhiều người có tiền vô mua, xây lên 2-3 tầng, xây đẹp lên. Nhưng mà người ta xây cái đó nếu mà người ta chỉ có cho mướn hay người ta tính người ta ở đó tới 3-400 năm sau cái đó khác. Nhưng mà nếu người ta xây lên nói là bây giờ tôi xây 1 triệu, tương lai tôi sẽ bán nhà này 1 triệu, cái đó không bao giờ nó xảy ra được. Tại vì khi mua nhớ không, người ta sẽ make cái comparison, người ta sẽ run cái comp. Thứ nhì nữa, bây giờ thí dụ như cái người có thể mua nhà được 1 triệu đồng, những cái căn nhà chung quanh đó 200-300 ngàn thôi. Cái người có 1 triệu đồng ta sẽ không bao giờ ta mua cái nhà 1 triệu ở khu mà chung với những nhà 200 ngàn. Vì tự nhiên á, giờ mình bạch triệu, mình triệu phú rồi, sao mình ở với cái người làm labor được, làm McDonald's được, đúng không? Thấy không? Tự nhiên vậy thôi. Thấy không? Đó. Thành ra đó, nước thành ra Mỹ nó khuyên mình đó, Mỹ nó khuyên mình đó là mình mua nhà, mình mua cái khu nó mắc tiền, mình dễ bán hơn cái khu mua cái rẻ tiền mà mình xây cái nhà mắc tiền. Yeah. Vì mình xây nhà là 1 triệu, mình ở được, mình có tiền mình muốn làm gì mình làm. Mà khi mình bán đi á, mấy người mà có thể mua được nhà 1 triệu đó, ở đâu có mua nhà này. Yeah. Yeah. Với lại ví dụ như người ta mua nhà 1 triệu, rồi mình hai bên nhà có sơn màu tím với sơn màu hồng, ai muốn ở, thấy không? Property value is also affected by value of surrounding property. Đó thì Danny mới nói đó. Progression, tức là inexpensive home in more value is more valuable when surrounded by more expensive home. Regression, cái này nó cũng có trong bài test nha. An expensive home is less value able when surrounded by smaller or rundown home. Đó thì mấy cái này mới giải thích.
nhà mình 1 triệu, nhà đối diện của mình cỏ nó cao hơn đó, thì ai mua nhà mình? Ai mua nhà mình? Principle of contribution. Improvement may contribute more or less to property value than improvement cost to make. Đúng không? Giờ mình mua nhà đó, mình chỉ cần mình sửa nhà cho nó đẹp thôi, mình sơn lại nhà nó đẹp. Mình không cần phải mua đồ mắc tiền để mình sửa nhà. Cái giá trị của cái nhà mình bán nó vẫn cao hơn là cái nhà mình không sửa. Bây giờ mình mua cái, bây giờ mình thí dụ mình nói mình sơn nhà, mình sơn 10 lớp sơn mình tốn 5.000, mình sơn 1 lớp sơn mình tốn 1.000. Cái người vô mua đó, người ta thấy cái nhà mới, người ta có thể trả cái giá cao hơn. Người ta không cần biết cái nhà này anh sơn 10 lớp sơn anh tốn 10.000 đồng, cho nên anh trả tôi lên 10.000 đồng. Ta không cần biết, đúng không? Tại ta đâu có giờ ta hỏi, ủa nhà này anh sơn mấy lớp sơn? 10 lớp hay 1 lớp? Đúng không? Anh biết, ok, mỗi nhà này mới sơn, có thể 10 năm sau đã mới sơn lại. Người ta thích mua. Vậy đó, anh nói là cái cost của improvement á, mình đừng có để ý nhiều lắm với cái đó. Mình chỉ cần để ý là cái mình sửa lại nó đập vô cái mắt người mua hay không. Chứ mình đừng có nghĩ lúc người ta tới mua đó, giá nhà này này tôi hơn cái nhà cái B, tại vì cái tiền tôi sửa này tôi bỏ tới 100.000 là. Nhưng mà nó bỏ 100.000. Nhưng mà cái chuyện đó nhìn nó không có hợp mắt tôi, nhìn nó không có ấy thì tôi cũng không mua. Principle of balance: value of property is maximized when agents of production are in balance with each other. Thì bốn cái điều kiện để mà cái giá nhà đó mà nó lên là bốn cái là labor, coordination, capital and land. Thì bốn cái điều kiện đó là bốn cái điều kiện để mà nó giúp cho cái giá nhà mình nó lên ha. Labor đó tức là trước khi mình bán nhà, mình sửa nhà, mình làm cho cái nhà nó đẹp đẹp lên tí xíu, khi mình bán nhà giá nhà mình nó cũng cao. Dạ hả? Bây giờ quay. Okay, cool. Ủa này nó có lên. Rồi, bật rồi. Thì nó nói là cái giá nhà đó nó cũng ảnh hưởng tới bốn cái điều kiện này là labor, tức là mình trước khi bán nhà đó mình sửa sang lại tí xíu, mình dọn dẹp sạch sẽ, thì khi người mua người ta vô người ta thấy đẹp mắt, người ta mua người ta trả giá cao hơn, dễ bán hơn. Cái thứ nữa là land, bây giờ cái đất mình đó, nó rộng hay nó nhỏ, cái đất mình nhỏ đó mà mình mướn người design tới, người ta làm lại nó đẹp đẽ, cái nhà nó cũng dễ bán hơn. Cái coordination là nó bao gồm những cái ba cái điều kiện kia. Cái cỏ nào mà nó belong to CD, thường thường cái cỏ nhà mình á, là của CD rồi. Nếu bãi cỏ đó của CD đó thì mình nói đến neighbor đó là này của CD, mày muốn complain mày gọi CD. Không, tại vì mỗi một khu á nó mỗi khác nhau, thành ra là đây nó biết, tại vì ở trong
Không đó thì bây giờ nếu mà anh biết cái đó chắc chắn của thành phố thì giờ anh gọi thành phố, thì giờ mình gọi đại đi, gọi thành phố planning and development. Dạ, nói là ở đằng trước cái khu cỏ đằng trước đó, đó là thuộc city hay là thuộc private property. Còn nếu không, lúc mình mua nhà đó, nó cho mình biết diện tích của mình chạy tới đâu thì mình coi đó được. Dạ. Tùy khu. Dạ. Rồi, thì coi như là nó summary là 80 mấy hạt. Ok, để mà người ta rồi thì bây giờ người ta nói thêm về cái appraisal process ha, tức là để cho cái người appraiser đó, người ta định giá nhà của mình đó, thì trước tiên người ta tới, người ta sẽ coi cái người ta sẽ làm cái gì, tức là define the problem. Người ta coi cái nhà người ta sẽ làm á, là cái nhà sao, nhà townhouse, nhà condo, nhà gì, người ta sẽ định giá đó. Cái thứ nhì nữa là người ta sẽ determine scope of work, tức là người ta sẽ làm gì, người ta sẽ lấy cái appraisal nào, cái phương thức nào để người ta làm. Thứ ba, người ta sẽ collect and verify data. Thứ tư, người ta analyze, tức là sắp xếp lại. Thứ năm, người ta determine cái size value, cái giá trị của cái lot của mình. Thứ sáu là apply appropriate value method, tức là cái cách định giá. Nó có ba cái cách định giá mình sẽ học sau này luôn. Reconcile value indicator for final value estimate, thì để cuối cùng hay dựa theo sáu cái điểm bên trên cùng đó, người ta sẽ viết cái final report để người ta nộp lên cho nhà băng, với lại người ta đưa cái người buyer cái bản copy. Thì define the problem, the appraiser must identify subject property, determine function of appraisal. Tức là cái người appraiser khi người ta tới đó, người ta phải coi cái nhà này là single family home hay là townhouse hay là apartment home. Rồi sau này nó có xây, hồi trước nó chỉ có single family home với townhouse với lại condo. Về sau này vì đất ở Orange County nó hiếm, nó hết rồi, cho nên nó xây thêm apartment home. Nó sửa cái apartment lại, nhưng mà nó bán theo cái dạng nhà. Cho nên cái garage đó nó ngay bên dưới của căn nhà bên trên, gọi là apartment home. Nếu muốn thấy, chạy xuống Costa Mesa. Ở gần Saco Plaza nó có cái apartment home. Hay là Irvine nó cũng có apartment home, Rancho Santa Marita nó có apartment home, cô mình thấy vậy. Thường là bên dưới nó đậu xe thẳng của đó luôn. Nó có cái carport giống như ở apartment mình mướn nhà, nhưng mà nó chỉ có một cái car garage chạy ngay đậu bên dưới nhà, bước lên trên lầu là nhà của mình. Rồi apartment home. Condo nó khác nữa. Condo nó xây bên trên, đậu xe ở trong bên dưới. À, nguyên tất cả những người ở cái condo đó đậu xe bên dưới, có cái hầm chạy vô. Đậu xe bên dưới, bên trên là condo. Apartment á, nó giống như mấy apartment mướn á, là ví dụ như nó xây dãy nhà này apartment, dãy nhà này apartment, có cái carport ở ngoài đây. Dạ, yeah. Nhưng mà apartment home về sau này nó xây đó, thường thường apartment nó xây 3 tầng. Tầng cuối cùng là cái tầng bên dưới cùng là cái chỗ đậu xe. Thường thường là một cái xe vô được kìa, chạy vô. Mà mình bước cầu thang mình lên. Thường thường cái tầng thứ nhì đó là cái tầng nấu ăn, cái tầng family room.
tầng trên cùng á là tầng ngủ. Dạ. Dạ. Ồ dạ. Ồ cái đó anh này không biết. Ồ dạ. Ồ dạ, đó thì đó là apartment home. Dạ, thì đó là apartment home. Dạ, vậy sau này nó xây vậy tại vì đất không có. Cho nên nó xây vậy. À thì cái người appraiser người ta tới, người ta phải coi cái nhà mà người ta sẽ định giá đó nó thuộc về loại nào. Thuộc về loại nào rồi, người ta mới coi cái cách người ta định giá nào để nó thích hợp. Với lại người ta coi đó là cái nhà người ta định giá đó là cái nhà sẽ cho mướn hay là cái nhà để ở. Thì tùy cái problem đó người ta mới kiếm ra được cái cách nào để người ta định giá, cái function nào để người ta định giá cho cái nhà đó. Tại giờ ví dụ mình dẫn khách đi mua, khách nó nói tôi muốn mua nhà để cho tôi mướn, thì trong cái hồ sơ mình làm á, mình cũng cho người ta biết á, là mình mua nhà để cho mướn, thì escrow nó sẽ tính cái kiểu khác nữa. Với lại với lại cái người appraiser người ta tới người ta tính kiểu khác nữa. Với khi mình đi mượn loan á, nhà băng nó cũng sẽ hỏi mua nhà này để mình ở hay mua nhà này cho mướn, căn nhà này căn thứ 2, căn thứ 3, căn thứ 5, căn thứ 10 này kia. Không, cho mướn tiếng nó mắc hơn vì cái đó là cái income. Khi nhà băng nó biết mình make income, mình mượn tiền nó để mình make income, tự nhiên nó sẽ trả mình giá cao hơn là mình ở. Appraiser decide what data she will need based on type of property, function of appraisal. Category of data include general data and specific data. Thì dựa theo cái nó đã định giá, nó đã coi, nó đã biết cái nhà mình là cái loại nào rồi, nó biết là cái appraiser nào mà nó sẽ làm, thì nó sẽ lấy cái đó ra và những cái đó nó sẽ dựa theo cái general data với lại cái specific data. Thì cái general data đó là information about matter outside subject property that affect the value, include information about economic trend, community issue like zoning, proximity to amenity, transportation, school, condition of neighbor. Tức là nó dựa theo, bây giờ thí dụ như cái nhà này nó xa chợ búa hay không, thí dụ người ta cần đi xe bus, người ta bước ra khỏi cửa nhà là có chặp xe bus đó, hay người ta phải đi bộ nửa tiếng, hay là cái nhà này nó gần freeway nào, nó gần trường học hay không, thì những cái điểm đó là cái general data. Nó dựa theo cái đó nó cũng tính cái giá nhà mình lên hay giá nhà mình xuống. Cái nhà đằng sau cái freeway hay dưới gầm freeway ngay ở đây nè, 22 với Tracks này nè, nó xây đó, cái nhà nó vì tại vì nó ở khu Á Đông nên nó mắc, chứ nó mà ở khu ngoài quốc nó không mua tại vì ồn mà bụi nữa, cái freeway đó là 24 tiếng mình mở cửa ra mình sẽ ồn lắm, tối mình ngủ nó bụi nữa. Thành ra tại vì Á Đông mình, cho nên Á Đông mình cỡ nào cũng mua thôi, chứ ngoài quốc là chắc chắn không mua. Sao mình ở khu đó được, nó ồn lắm, ồn 24 tiếng. Dạ. Không, những cái điều kiện đó nó cũng làm giá nhà lên hay xuống. Cái amenity tức là nó có gần cái khu đó, nó có gần trường học, nó có gần nhà thờ, nó có gần chùa, gần đủ thứ hay không, những đó. Condition of neighborhood, đầu giờ Danny nói đó, cái khu đó nhiều chủ nhà nó ở hay là nó cho mướn, hay mình vô mua nhà 100 căn mà thấy 80 căn nó cắm bạn bán thì cái giá nhà nó xuống tại vì cái khu đó nó có problem. Cái factor là ok rồi, về đến thang 15 phút rồi. Rồi ok, giờ mình học tiếp nha mấy anh chị. Dạ, thì coi như cho mấy cái mấy anh chị nào mà không biết đó, thì
mình ghi danh rồi đó, bây giờ mà mình có thể vô trong cái Rockwell website này nè, mình làm mấy cái quiz, làm xong rồi làm luôn cái final, thì sau 8 tuần á, từ cái ngày mình bắt đầu mình ghi danh đi học đó, thì ở Rockwell nó cho mình in ra ba cái certificate. Có ba cái đó rồi mình mới download cái form để đi thi ở state lấy cái license. Mình nộp đơn lên đây, mà mình lúc mình nộp đơn á, mình không có gửi ba cái certificate này đó, state nó sẽ giữ cái hồ sơ mình lại, nó sẽ gửi mình cái thư nói là mình phải nộp nó cái copy cho nó mới cho mình đi thi ha. Thành ra là mấy anh chị nên vô cái website này, mình nên làm những cái quiz để làm ba cái final đi nha, để mình thâu ngắn cái thời gian lại. Những bữa Danny có gửi mấy cái đề ra mà, đề bên này mà. Cái đề có này, final này, cái đề đó là đề final này là bao nhiêu người ta khác thế này rồi. Bữa có gửi hết rồi mà. Ok, vậy hồi nữa anh, không biết cái tên xuống đây nha, cái tên xuống là Danny gửi email. Hồi để xuống nè. Rồi, bây giờ bắt đầu viết tên rồi. Nó đổi nữa rồi. Để hết chạy ra. Rồi hả? Vậy thì pass rồi, thì giờ in câu hỏi với. Rồi, giờ thì xong luôn, xong này rồi. Rồi thì nè, vậy thì ai in cho mấy câu hỏi đi, rồi Danny sẽ ráng tìm mấy câu trả lời vậy. Rồi, ok. Rồi thì in câu hỏi vậy, rồi Danny ráng kiếm câu trả lời cho. Ok, rồi giờ mình học tiếp nha. Thì cái bây giờ thì để mà cái người appraisal đó, người ta làm người ta định giá đó, thì người ta phải ký mấy cái dự kiện. Thì cái dự kiện mà chung á, coi như tất cả cái người appraiser nào người ta cũng lấy đó, nó là zero data, thì lấy về cái economic trend, community, với lại cái condition of the neighborhood ha. Thì cái neighborhood factor đó, giống như từ đầu giờ đến nay nói đó, nó dựa theo cái phần trăm của những cái người làm chủ căn nhà mà vẫn còn ở trong cái khu đó, rồi nó dựa theo những cái nhà mà đang để trống, đang để bán, các bạn bán nhưng mà chưa có ai mua hết, rồi cái cuối cùng nữa là cái conformity, là cái những cái nhà đó nó có giống nhau không, hay là nó sơn đủ thứ mọi màu khác nhau, thì những cái đó nó cũng làm cho cái giá trị của căn nhà mình nó xuống hay nó lên. Cái nữa là cái contour of land, cái street, cái government influence, là cái giá tiền thuế ở những cái khu đó nó có mắc không. Cái street đó mình thấy có nhiều cái khu nhà đó, giờ mình nhìn đi cái khu ngay đằng sau này, cái đường đi nó nhỏ hơn là cái khu ở đối diện này với lại mấy cái chỗ khác, thì cái giá trị của căn nhà nó cũng lên hay xuống tùy theo cái đường đi bên ngoài nó nhỏ hay không. Cái đèn đường cũng vậy nữa, đèn đường ở mấy cái khu mà nó có nhiều đèn á thì người ta cảm thấy safety hơn, thì cái giá nó cao hơn là cái khu mà có một hai cái đèn thôi, vô khu đó nó tối om. Rồi cái tùy cái căn nhà Việt Nam mình thích ở căn nhà nó gọi là khu đô sát, cái cấp cao á thì đậu được nhiều xe, cho mướn cũng dễ, nhiều chỗ đậu hơn.
Dạ thì có một phần cũng vậy luôn, nhưng mà thường thường cái khu đất xác á, thì nó ngay ở cái corner, mà cái corner đó mà nếu mà anh ở chấp tranh với lại cái đường bự bên ngoài này nè, như là mấy cái nhà ngay bên ngoài này nè, cái giá nó sẽ mắc hơn, rẻ hơn là mấy nhà xích lô bên trong. Tùy cái vị trí của căn nhà luôn. Cái kế tiếp là cái specific data, nhớ không, một cái là general, một cái là specific. Thì cái specific là data concerning subject of property itself. To collect specific data, appraiser perform site analysis với lại building analysis. Thì để lấy, thì sau khi mà ta lấy cái general rồi đó, thì bây giờ người ta sẽ đi vô thẳng cái nhà mình. Nhà mình có mấy tầng, nhà mình xây những cái điều kiện ở bên trong nhà đó, những cái building code đó nó có current không hay là nó cũ rồi, thì tùy mình sửa lại trước khi mình bán thì cái giá nhà mình dễ cao hơn. Rồi cái building đó nó lâu hay mau rồi, cái building đó hồi trước á, người ta khám phá những cái sơn của mấy nhà mà cả trăm năm trước á, nó bị nó làm cancer, thành ra cái đó cũng là một cái điểm mà cái tụi appraiser nó sẽ viết vào trong cái report của nó. Cái kế tiếp là feasibility study. Appraiser often perform feasibility study for developer. Appraiser would not gather specific data until it had been decided that particular project would be economical feasible. Tức là thường thường á, bây giờ mấy cái người mà invest á, người ta mua một cái mảnh, người ta mua một cái khu đất, người ta xây cả mấy trăm căn nhà lên, thì mặc dù cái nhà đó nó chưa xây lên, nhưng mà vì người ta mượn tiền nhà băng, cho nên nhà băng á, nó cũng phải kêu cái người appraiser xuống. Thì cái người appraiser xuống đó, người ta thường á, khi người ta xuống là vì cái nhà chưa xây lên, nên người ta sẽ lấy cái general data để người ta viết cái report. Khi cái khu đó nó xây xong rồi đó, thì người ta sẽ lấy cái specific data để người ta hoàn thành cái report. Thì cái thì lúc người ta làm đó, nó gọi là feasibility study. Về cái site analysis đó, thì cái goal of site analysis is determine property highest and best use. Appraiser examine site physical characteristics such as lot size, lot shape hay là topography. Topography là cái shape của cái land. Ví dụ như cái nhà ở cái khu đô sát thì nó rộng hơn thì cái giá nhà nó mắc hơn là cái nhà bị kẹp giữa hai cái nhà khác. Rồi cái nhà ở trên đồi, cái view nó xuống nó đẹp không, cái nhà ở kế biển hay là cái nhà nó ngay ngoài biển luôn, thì những cái điểm đó nó làm cái giá nhà của mình nó lên hay nó xuống. Sát biển, có nhà sát biển nhưng mà có nhà nó ngay ở ngoài biển luôn, thì cái nhà sát, ok, cái nhà ha, thường thường cái nhà đó nếu mà anh xuống dưới Newport Beach á, đi ở mấy cái pier đó, nó cái đường đi giữa gì, nó cắt một cái cỏ, nó cắt một cái bãi cát gì, cái nhà đó nó mắc, nhưng mà nó không mắc bằng cái nhà mà nó ngay ngoài biển luôn. Tức là cái nhà đó rồi cát rồi biển thì coi như là nó ôn cái đó luôn. Dạ dạ, thì có nhiều nhà đó nó mắc hơn. Nó xây xong rồi cát, dạ cát xong rồi biển luôn, thì nó mắc hơn là cái nhà mà nó bị chia ra có đường đi public. Nếu mà đi ở Newport Beach á, Newport Pier đó, anh xuống đó nhưng mà anh đi sâu vô nó gọi là bà Boa đó, thì mấy cái nhà ngay ở bà Boa nó mắc hơn, vì nhà nó một cái là tới cát rồi tới biển, không có ai có đường đi ngang cái chỗ đó, ta muốn ta thể đi ngang trên cát. Nhà nó mắc hơn nhà. Rồi có một cái khu nhà nó gọi là Crystal Cove, nó xây trên đồi nhìn xuống biển, cái nhà đó riêng rẻ, nhà nó mắc hơn là mấy nhà ở dưới New York. Vì khu nhà.
Nhưng mà thường thường cái nhà biển ở Mỹ đó thì mắc. Hồi trước Việt Nam mình nhà biển thì nó rẻ hơn là nhà thành phố. Nhưng mà đây. Dạ, thì đây thì nó thì giờ nó đổi rồi tại vì dạ. Dạ, đó thì giờ đến giờ nó mắc dạ. Rồi cái kế mình học tới là cái phân tích cái này lâu lâu ở trong bài bài test nó cũng hỏi cái định nghĩa của cái chữ phân tích, tức là cái land of lot battery that abut street abut, tức là nó nối liền, nó nối liền giữa hai cái con đường với nhau, body of water or some other amenity important consideration for commercial property which is usually valued in terms of frontage, residential property beside lake or other desirable feature. Thì những cái này nè là những cái mà anh mới hỏi đó, cái nhà sát biển hay là cái nhà cách một cái đường phố riêng biệt, thì nó dựa theo những cái điều kiện này. Thì khi mà nó viết cái report đó thì cái report của nó là cái đó nó gọi là frontage nha. Yeah. Cái size analysis đó, thì nó cũng dựa về cái area size của cái lot, cái nhà mà nó có cái lot nó nhỏ, dĩ nhiên là nó không có mắc bằng cái nhà mà cái lot nó bự. Mặc dù nhiều căn nhà nó chỉ có 1.000 square feet living thôi, nhưng mà cái lot nó tới 10.000 square feet, nó có thể cộng thêm phòng thêm mở ra, thì cái đó nó mắc hơn là cái nhà mà có diện tích 5.000 square feet nhưng mà cái lot nó chỉ có 2-3.000 square feet thôi. Ông nói tính là cái lot anh chứ không có tính chứ không tính căn nhà trong sale. Tại vì căn nhà, nếu mà căn nhà riêng á, thí dụ như mấy thằng chơi basketball đi, nó cao cho nên nó xây cánh cửa cao, nhưng mà cái người định giá nhà đó người ta định theo cái lot. Thành ra khi mà anh mai mốt khi mà anh bán nhà đó, anh sẽ thấy cái description của nó đó, nó để thí dụ như 1.000 living square foot, nhưng mà cái lot nó đó, cái lot tức là anh tính luôn cái đằng bác giao đằng trước đằng sau chung cái nhà luôn, thì cái giá trị nó tính theo cái lot, nó không tính theo cái living space. Đó. Newly subdivided land may be measured in commercial acre, amount not used for street and other public amenity. Industrial land is measured in square feet or acreage. Tôi đã nói những cái nhà mà invest á, người ta mua một cái khu đất, đúng không? Người ta xây lên. Thì trong cái bản vẽ người ta đó, người ta sẽ vẽ là bây giờ tôi xây 100 căn nhà. À, giờ thí dụ người ta mua 5 acre. Và nói người ta xây lên 100 căn nhà. Mỗi căn nhà nó 1.000 square feet. Thì khi cái người định giá người ta tới đó, người ta lấy cái tổng số của cái lot. Người ta trừ đi cái đường mà nó chia ra để nó xây cái đường đi. À, rồi nó mới viết cái định giá của cái nhà. Rồi cái F là distance between side front boundary and its rear boundary, tức là cái nhà mình đúng không? Mình có sân trước sân sau. Thì nó tính cái chiều sâu của căn nhà đó là từ ở cái đằng trước cái nhà của mình cho tới cái cuối cùng của cái bát gia của mình. Ví dụ như cái nhà mình xây chung với những nhà khác thì ở đằng sau nhà mình lại có một cái nhà khác. Thì thằng giả nó tính cái depth á là cái chiều sâu giữa đằng trước cái nhà mình cho tới cái cuối cùng ở đằng sau nhà mình nối với cái nhà khác. Thì đó là cái depth. Thì cái đó nó cũng affect cái giá nhà của mình. Plot test, cái này nó cũng có trong bài thi đó. Increase in value that occur when two or more property are combined.
may occur in industrial or commercial development where large lots are necessary. Single lot often worth more than some of the value of the smaller lot that were joined together. Bây giờ mình mua một cái căn nhà single family home nó 5.000 square feet. Cái giá nó mắc hơn là mình mua hai cái townhome mỗi cái 2.500 square feet. Mình mua hai cái sát với nhau. Mình làm một cái nhà bự cho mình. Nhưng mà cái giá tiền mình mua một cái single family home nó 5.000 square feet nó mắc hơn là cái giá của hai cái 2.500 square feet. Tại giờ mình mua mỗi căn 2.500, thấy không? Nhưng mà mình phải phá nó ra, mình xây căn nữa thì coi như mình phải tốn tiền ngay đó không? Trong khi mình mua luôn một mảnh đất 5.000 square feet nó xây nhà rồi, cái tiền của bán đất á nó bán mình mắc hơn là mua hai cái căn nhỏ mình xây, tại vì nó không có lợi. Người ta mua vậy coi như người ta phải ở hai căn khác nhau, trong khi nó mua một cái mảnh đất lớn người ta ở một cái căn lớn luôn, ta có thể xây bự ra, ta có thể làm nhỏ lại. Thành ra cái giá của cái mảnh đất lớn nó luôn luôn nó mắc hơn là giá mua hai cái nhỏ mà chập lại. Location has different effect on value on different type of property. Retail store is worth more if located on the corner due to corner influence, exposure to two different streets. Resident corner lot are less valuable due to traffic. Lot near center of subdivision are more value if distant from busy street. Đúng không? Cái location cái nhà nó khác. Bây giờ mình bán một tiệm liquor đi, mà liquor đó nó không có ngay ở ngoài cái corner, tại vì ở corner đó thì cái người đi góc này nó cũng thấy mình, người đi góc bên này nó cũng thấy, thấy không? Nhưng mà nếu mà cái liquor đó mà nó tuốt ở bên trong á thì chỉ có cái người đi cái đường này ta thấy thôi. Thành ra cái nhà đó cái giá trị nó cũng vậy. Cái nhà mà tuốt ở ngoài đường giống vậy nè, 24 tiếng mình nghe cái tiếng traffic, giờ mình ngủ cũng vậy. Thành ra cái nhà mà nó sát ở ngoài đường á, cái giá trị của nó đó nó rẻ hơn là cái nhà xếp bên trong, nó đỡ ồn hơn. Cái nhà ngay ở dưới gầm cầu freeway 24 tiếng bụi, 24 tiếng ồn, cho nên cái giá nhà đó nó rẻ hơn là nhà cũng như vậy nhưng mà xếp bên trong này không có gần freeway. Building analysis thì bây giờ cái đó lên tính là cái nhà, giờ tính là cái building. When examining subject property improvement, appraiser consider construction quality, current condition of structure, size of structure, interior layout, number and size of room, orientation, placement of structure on site in relation to view and privacy. Thì những cái điều kiện của căn nhà đó nó cũng làm cho cái giá của mình nó lên hay xuống. Bây giờ mình đâu thể nào mình compare cái nhà có 3 phòng ngủ với cái nhà 2 phòng ngủ, mình đâu compare được, thấy không? Thành ra khi nó compare nó cũng compare hai cái nhà nó giống nhau, 3 phòng ngủ là nó compare với 3 phòng ngủ. Rồi cái room hồi trước á, có nhiều cái nhà về sau này nè, mấy nhà mới đó, nó biết là những cái người chủ nhà hay những cái couple mua nhà đó, người ta ở nhà đó lâu hơn là những đứa con. Cho nên mấy nhà về xây sau này đó, cái master nó xây nó bự, thiệt là bự. Vì nó biết cái người đó, cái cặp đó sẽ ở lâu hơn là những đứa con. Những đứa con nó ở, nó học xong high school là nó dọn đi. Thành ra mấy nhà về sau này đó, mấy cái room kế đó, nó thường thường nó nhỏ. Thì nó cũng compare vậy để nó viết lên cái report về cái giá nhà cho mình. Rồi cái interior bây giờ có nhiều cái nhà mình vô đó nó đâu có những cái design giống vậy, thấy không? Nó chỉ có 4 bức tường connected thôi, nhưng mà những cái này nè là nó design lại. Những cái tường mấy nhà bình thường nó cắt thẳng vậy, nhưng mà này là nó design, nó cắt sâu vô, nó làm cái tường cao hơn. Rồi những cái nhà nó gọi là
nó gọi là Cathedral Group á, nó dài. Thì mình bước vô nhà đó, mình thấy cái trần nó cao, cái giá nó mắc hơn mình bước vô nhà, cái trần nó thấp vậy. Bằng trần nó ngang. Vì những cái interior đó, nó cũng đưa cái giá nó khác nhau. Đồ vô nhà, có nhiều nhà đó, mình vô mình thấy đó là mở cái cửa chính vô nhà, mình sẽ thấy thẳng ra cái cửa sau ở đằng sau vườn luôn. Người Việt Nam mình á, phong thủy thì nói bác, không? Tụi Mỹ về sau này nó cũng tin vô cái phong thủy, cho nên về sau này nó xây ấy, nó không có xây vậy. Cái cửa mình nhìn vô đó nó không có thẳng tuốt của bên trong vườn luôn. Thì những cái đó nó cũng làm cho cái giá nhà của mình nó lên hay nó xuống. Appraiser must choose appropriate appraiser method given the type of property being appraised. May choose one or two or all three methods. Thì nó có ba cái method để mà cái người appraiser người ta sẽ làm. Three methods of appraising property, một cái là sale comparison approach, một cái là cost approach, với một cái cuối cùng là income approach. Thường thường cái income approach đó, nếu mà mình đi mua nhà, mình cho cái người agent biết là mình mua để cho mướn, thì người ta, cái appraisal nó sẽ xài cái income approach. Appraiser will consider type of property to be appraised when choosing the method. Thường thường cái đầu đó là nó hay xài là cái compare. For certain type of property, only one or two approaches is appropriate. If more than one approach is applied, appraiser give more weight to the most relevant approach during reconciliation. Tức là bây giờ thí dụ như nó định giá một căn nhà, nó định giá cái đầu tiên là cái comparison không được, thì nó sẽ xài cái kế tiếp là cost approach. Mà nếu hai cái đó nó xài hai cái đó nó định đó, thì trước khi nó viết cái bản cuối cùng báo cáo đó, thì nó sẽ coi cái nào, cái method nào, cái cách nào nó làm mà nó đưa lên cái lợi cho cái người cho mượn tiền, tức là nhà bán, thì nó sẽ xài cái đó. Sell comparison approach, tức là compare subject property to similar property that have recently sold, which are referred to as comparable sale or COM, viết tắt là COM. Also called market data approach, best method for appraising single family home hay là vacant land. Thì cái comparison này là ngay từ đầu giờ mình nói đó, khi cái người appraisal người ta tới, người ta cái nhiệm vụ đầu tiên ta coi cái nhà đó là single family home, apartment home hay là townhouse. Sau đó người ta sẽ định ra cái method nào người ta xài. Thường cái method sell compare đó, người ta hay xài cái single family home hơn, tại vì nó dễ làm hơn là mấy cái khác. Tại vì thường thường trong một khu đó luôn luôn là sẽ có nhà bán, không bao giờ mà 20 năm, 50 năm mà không có nhà nào bán, luôn luôn là sẽ có nhà bán. Về cái sale comparison approach đó, thì cái người appraiser đó phải tìm ít nhất là 3 căn nhà, at least 3 comparable property. Appraiser adjust sale price of each comparable to reflect differences between it and subject property. Tức là nó lấy 3 căn, giờ nó dựa theo cái căn của mình nó định giá. 3 cái căn đó nó cùng diện tích, cùng cái lot với mình, cùng cái số phòng của mình, nhưng mà một trong ba căn đó có nhiều khi nó có hồ bơi, thấy không? Thí dụ như cái căn nó bán, ba căn nó bán, một căn có hồ bơi, một căn nó remodel lại
một căn nó đẻ không, nó không remodel. Thì khi nó dựa theo cái căn của mình á, nếu căn của mình không có cái hồ bơi thì thường thường á nó trừ ra 10.000. Nếu căn mình có remodel giống như cái căn mà đã bán rồi có remodel, cái vật dụng cũng giống nhau, thì nó thường thường nó lấy cái giá đó, nó định cái giá của mình. Thành ra nó lựa ba cái căn giống như mình, giống cái lot của mình, cũng có phòng ngủ, phòng tắm giống như mình. Lúc đó nó mới coi cái khác biệt giữa ba cái căn mà nó chọn ra với căn của mình. Tùy theo đó nó cộng thêm giá tiền của mình hay nó bớt xuống của mình. Thường thường nếu mà có hồ bơi thì nó trừ đi, không có hồ bơi nó trừ đi 10.000 cho tới 50.000. Tùy cái hồ bơi nó bự hay là ít. Hay là hồ bơi nó có, nó trồng cây palm, nó có thác nước, nó có đủ thứ. Thì tùy theo cái giá tiền hồ bơi nó khác nhau. Appraiser decides if property is good, come by using primary element of comparison, date of sale. Nếu mà cái ngày bán nhà của những cái nhà mà nó đem ra đó, nó bán lâu chưa? Hay nó bán gần đây? Cái location of property, nhà mình ở giữa, kẹp giữa hai nhà khác, với cái nhà ở ngay góc, cái giá nó cũng khác biệt. Nên nó coi cái location của nhà mình. Physical characteristic, đó là những cái điểm đặc biệt của căn nhà, những điểm đặc biệt nó đưa làm nổi căn nhà mình, hay là đưa làm nổi cái căn nhà nó đã bán rồi, những điểm đó nó cũng tính vô trong cái report của nó. Term of sale, condition of sale, term of sale tức là cái người đó đi mượn tiền nhà băng, hay là cái người đó mượn tiền của người chủ bán nhà. Thường thường mượn tiền người chủ bán nhà đó, cái người mua đó trả giá cao hơn, trả cái interest nó cao hơn. Cho nên á, nếu nó compare đó, mình đi mượn tiền nhà băng thì cái giá tiền của cái nhà mình á, cái điều kiện mình nó ghi tốt hơn là cái người mà đi mượn tiền của chủ. Thường thường mượn tiền chủ tại vì cái credit người ta bán, cho nên chủ nó mới cho mượn để nó lấy lời hơn. Thường là vậy. Condition of sale, sale có bị bắt người ta không? Bắt người ta là phải mua liền, còn không tôi bán cho người khác không? Đóng trong vòng bình thường là 45 ngày, thường thường cái escrow đóng là 45 ngày. Có nhiều nhà nói không, tôi cần tiền liền, phải bán, phải đóng trong vòng 2 tuần. Nó cần hè cái đó luôn. Tất cả những điều kiện mà nó nói đây, 2, 4, 5 cái. Và nó so sánh. Đó, cái này là đây này đang nói chứ. Dạ. Physical term of sale, condition of sale. Original price of property or cost of building the improvement is not a consideration in sale comparison approach. Nó nói là cái giá mua của cái nhà đầu tiên á, ha, đầu tiên mình mua căn nhà, ví dụ như mình nói là mình mua 1 triệu, rồi về sau đó mình remodel lên thêm 10.000 nữa, giờ thì 1 triệu mà 10.000 đúng không? Nó không tính như đó. Nó tính khi nó compare cái điều kiện của căn nhà và căn nhà lúc mình bán. Chứ nó không nói ồ ok, anh mua 1 triệu anh cộng thêm 1 triệu mốt. Tức là nhà anh bây giờ sẽ là 1 triệu mốt. Không cần biết là cái nhà nó có xấu đi hay nó đẹp hơn khi mình bán. Nó không có tính vậy. Thì giá nói là cái original price đó với lại cái cost building á, nó không phải là cái mà cái người appraiser người ta sẽ consider, người ta sẽ viết vô. To account for difference between comparable and subject property, an appraiser adjusts the sale price of comparable. It always comparable price, not subject that is adjusted. Nó always nó tính cái giá, nó tính cái điều kiện của những cái mình học đó là general data với lại specific data để nó không với cái giá. Chứ nó không có tính cái giá của cái nhà bán và improve nó ra sao, nó không có tính vậy. Nó tính theo những cái điều kiện mà chính phủ bắt nó phải tính. If subject property have future comparable lack, appraiser add value of future to comparable sale price. If subject property lack future comparable has
appraiser subtract the value feature from comparable sale price. Thì những cái anh ấy mới nói đó là dựa theo hai căn nhà, cái nhà có hồ bơi bán rồi với cái nhà của mình không có hồ bơi thì nó cộng vô hay nó trừ ra. Ví dụ cái nhà bán nó không có hồ bơi nhưng mà nhà mình có hồ bơi thì nó sẽ cộng cái tiền xây hồ bơi lên 10.000. Mà nếu cái nhà bán nó có hồ bơi, nhà mình không có hồ bơi thì cái nhà mình cái giá trị nó sẽ ít hơn 10.000, nó sẽ trừ ra. Thì tất cả cái đó là nó nói như vậy. If too many differences, property is not compatible and should not be used. Và nếu mà nó kiếm ba căn nhà mà nó có nhiều cái điểm khác biệt quá đi. Ví dụ nhà đó có solar, nhiều nhà đó có hồ bơi, nhà đó upgrade lên đủ thứ, nhà đó có design ceiling mà nhà mình không có, thì chính phủ nó khuyên đừng nên xài cái method này. Mình nên xài cái method kế là cost approach hoặc là income approach. Making adjustment, appraiser estimate subject property value based on adjusted price of at least three compatible. Never simply average adjusted price. More weight given to compatible which are most similar. Tức là nó nói là nó không bao giờ nó dựa theo cái giá hết trơn, nó không bao giờ dựa theo giá thị trường, hay nó dựa theo cái giá nhà trong cái khu đó đáng 500.000 thì bây giờ cái nhà mình nó sẽ biết 500.000. Nó luôn luôn dựa theo những cái dữ kiện mà chính phủ đòi hỏi nó. When comparable sales are limited, for example, when market is coming out of dormant or volatile period, appraiser may compare subject property to current listing. Must remember listing price tend to be high. Asset value for tax are never used for comparable sale. Cũng vậy nữa, khi nó compare cái giá nhà khi mà cái nhà đang hot á, nó cũng không có lấy cái, nó lấy cái giá mà cái giá người ta bỏ ra list. Nó nói ok trong cái khu này nó list là 1 triệu thì cái giá của anh cũng nên list là 1 triệu, cái giá nhà, cái trị giá của anh cũng là 1 triệu. Nó không vậy, tất cả nó đều xài cái compare của cái giá của nó. Vì vậy must remember listing price to be high, đúng không? Đâu có ai muốn list cái nhà mình thấp đâu, luôn luôn người ta muốn list nhà mình cao để người ta bán được giá cao. Thành giá nó không bao giờ dựa theo cái giá của listing. Thì đó là những cái mà mình nó nói về cái sale comparison approach, là một trong những cái method mà cái người appraiser người ta sẽ làm. Giờ cái kế, cái thứ nhì để mà cái người appraiser người ta làm đó, cái đó là cost approach. Appraisal method that base estimate on subject property value on cost of replacing it. Bây giờ người ta mình muốn bán một căn nhà nó hư rồi, căn nhà đó nó gọi là run down, căn nhà đó không muốn sửa chữa vậy đó, hay là mấy nhà đó nó bị nhà băng giật, nó giật tiền nhà băng tịch thu nó phá nát căn nhà, thì cái người appraiser tới làm sao người ta so sánh căn nhà đó giống như cái giống như là cái mình vừa mới học là sale comparison được, đúng không? Tại bây giờ những cái nhà bán đó đâu phải là những nhà mà những cái nhà mà bị nhà băng giật, nó đâu có phá. Cho nên người ta sẽ xài cái cost approach để sửa lại căn nhà này, để ở được căn nhà này thì cái giá sửa bao nhiêu. Thì thường thường cái cost approach nó xài cho cái nhà mà mình mua khi nó bị mình mua giống như nhà băng giật mấy cái nhà, thì nó dựa theo cái đó nó tính, nó xài cái cost approach. Cost approach provides ceiling for subject property value. Buyer won't pay more for new property than new property of equal desirability. This is principle of substitution. Tức là cái chính để mà nó xài, bất cứ người appraiser nào khi người ta vô những căn nhà nó run down, những căn nhà nó bị hư, bị phá, thì cái này là cái chính để người ta xài. Và người ta compare đó để xây một căn nhà. Giờ thí dụ như mình nói một căn nhà 3 phòng ngủ, 4 phòng tắm để ở được với tình trạng ở được ha,
những cái basic trong những cái như là remodel, làm thêm countertop rồi này kia, sửa chữa nó là 100 ngàn, thì trong cái bản report của nó sẽ viết của 100 ngàn cái giá trị của căn nhà. Dạ. Sell at is thì thường á nó không có cần appraise. Tại vì sell at is tức là anh mua giống như vậy, anh không cần biết là cái trị giá nó thấp hay cao, anh cần biết, anh chỉ cần biết tôi thích cái nhà đó có mối, có mục, có làm sao đi nữa tôi cũng trả giá đó. Tại vì nó as is. Y chang vậy luôn, không có thay đổi gì hết. Thì thường thường cái đó sell at is á, nhà băng á, thường thường á nó ít approve hơn. Nếu mà đi mượn tiền nhà băng, hay nếu nó approve nó bắt mình phải down nhiều. Tại vì nhiều khi mình muốn mua những cái nhà nó mục nát rồi để mình xây lại, mình sửa lại, mình bán lấy lời. Nhà băng, cái người cho mượn tiền á, những người invest á, người ta đâu có đi từng nhà người ta tới ta mượn, người ta nhờ cái người đại diện là người appraisal xuống, thấy không? Thành ra thường thường khi mình mua mấy nhà as is, thường thường người ta trả tiền mặt. Đi nhà băng nó khó cho lắm, nó ít cho lắm, hoặc là nó bắt mình phải đau nhiều. Thường thường với nhà băng á, khi mình đau nhiều đó, mình sợ mất tiền, mình không có dựng nhà. Những người mà đau 20%, tưởng tượng đi mua căn nhà 500 ngàn, 20%, số tiền nó lớn, đúng không? Hơn là mấy người mua nhà 500 ngàn mà đau có 2%, 3%, người ta dựng nó nhiều hơn là cái nhà đau nhiều. Rồi cái thứ ba, stepping cost approach là estimate cost of replacing improvement, cái đó nãy giờ Danny nói rồi, deduct or any depreciation add value of land, là những cái đó là những cái mà cost approach nó làm. Nó coi căn nhà nó mục nát rồi nhưng mà nó coi cái land nó bự không, bây giờ xây sửa căn nhà lại thì bao nhiêu, thì những cái này là Danny cover hết rồi. Replacement cost, nãy giờ mình nói đó, xây lại cái nhà thì nó cost bao nhiêu để ta ở, thì lúc đó nó viết cái final report của nó ra là trị giá nhiều, để nó estimate cái replacement cost đó thì nó có ba cái, là cái square foot metal là easiest and most widely used, square footage tham với cái construction cost per square foot, đúng không? Nó nói ví dụ như nhà mình là 5.000 square feet thì nó tính cái tiền xây là bao nhiêu, cái vật dụng là nhiêu, nó nhân cho cái đó thì nó thành xây để một căn nhà, xây thành một căn nhà 5.000 square feet thì nó tốn bao nhiêu, thì cái đó là cái mà thường thường nó xài. Cái thứ nhì nó xài đó là unit in place metal estimate cost of replacing building component, là roof, floor, plumbing. Mình mua cái nhà, bốn bức tường nó vẫn còn nguyên, nhưng mà cái roof bị hư, cái sàn bị hư, cái plumbing bị hư, thì nó viết trong cái report của nó chỉ estimate những cái nó thay thôi, chứ không có thay nguyên căn nhà giống như bên trên. Nguyên căn nhà bên trên nó hư hết rồi. Nhưng mà cái thứ nhì đó là chỉ có hư, người ta phá, người ta đập bể mấy cái plumbing, hay người ta đổ xi măng vô trong mấy cái ống con. Mấy cái này nó có người, người ta during cái COVID á, người ta muốn đuổi người ra, người ta làm dữ, có mấy người người ta mướn, người ta ghét, trước khi ta đi ra người ta đổ xi măng vô cái phần này, tiêu hết, phải thay hết nguyên, chạy được ông hết luôn. Thì lúc đó cái người appraiser đó, người ta tới người ta viết là sẽ làm cái unit in place metal, replace mấy cái đó thôi, chứ đâu có replace mấy căn nhà được, mấy căn nhà nó vẫn còn. Cái thứ ba nó là quantity survey method, nó detail time consuming estimate material and labor, thì nó xài này nó đi hỏi giá hết những mấy cái nhà mà xây nhà đó, nó kêu tới
thì mấy cái người construction tới đó coi cái ok nhà này hư hỏng gì, sửa nhiều, đưa nó cái giá, thì nó dựa theo 3-4 cái giá của mấy người construction tới sửa đó, thì nó viết vào cái report đó để sửa lại cái nhà này, mua giá nhà thì cái trị giá là bao nhiêu. Cost of close to value, deduct depreciation. Depreciation tức là loss in value due to any cost. Only improvement depreciate, land does not. Tức là trong căn nhà mà bị phá rồi đó, ví dụ như căn nhà đó nếu mà xây bình thường là 500,000, nhưng mà vì bây giờ nó giật tiền nhà băng tiền thu nhà, thì cái người chủ nhà người ta phá nát căn nhà, thì nó trừ ra những cái tiền mà bị phá nát căn nhà, cái tiền xây lại thì nó viết, nhưng mà cái đất á, nó không có trừ được. Thì vì cái đất là của thành phố, nó tính cái thuế, và cái đất nó đâu có ai mà đào nát đất lên phá đâu, thường thường ta phá cái nhà. Cho nên cái đất nó sẽ không có trừ cái tiền đất ra, nó vẫn để y chang cái tiền đất đó. Three category of depreciation, một cái là physical deterioration, cái thứ nữa là functional obsolescence and external and external obsolescence, tức là ba cái điểm để mà biết cái report của nó để nó trừ tiền ra đó, là ba cái điểm đó ha. Why accountant is concerned with book depreciation for tax purposes? Appraiser is only concerned with actual loss in value of real property. Cái này nó nói thêm cho mình biết thôi. Mấy cái người accounting á, khi mà người ta tính thuế cho mình á, thì người ta worry về những cái cost để người ta giúp mình lấy nhiều thuế thôi. Nhưng mà cái người appraiser đó, người ta không cần biết cái người thuế sẽ làm gì với cái đó. Người ta chỉ biết là tôi chỉ chú trọng vào những cái tiền để nó thay thế để xây căn nhà. Tôi không cần biết cả cao tinh nó muốn tính sao nó tính. Thì nó chỉ chú trọng. Cái này mình thấy nó bỏ vô, nó không có liên quan gì tới cái bài học trong cái appraisal. Nhưng mà nó chỉ muốn cho mình biết vậy thôi. Physical deterioration, loss in value due to wear, tear, deterioration, damage or structure defect. Is it form of depreciation to identify and measure? Thì này là những cái mà Danny nãy giờ nói đó. Bây giờ mọi người người ta bị nhà băng lấy lại tịch thu nhà, thì nó tức ta phá hết đồ trong nhà, thì cái người appraiser người ta coi phá cái tường này xây lại bao nhiêu, người ta viết trong cái report. Thì cái này là cái mà thấy nó dễ nhất để mà người ta viết, của người ta không cần. Ví dụ như nói ok, cái người đó người ta đổ xi măng qua ống cống, cái người appraisal ta đâu biết là cái xi măng nó bị đậm ở đâu, thấy không? Người ta biết là nó đổ ở trong cái máy ở cái sinh, nhưng mà không biết đâu cái xi măng nó chảy thuốc ở giữa cái nhà, nó bị stuck ở đó, hay nó bị nguyên hết cái nhà, ta không biết. Thành ra thường thường khi mà người ta phá nhà, đập tường, đập gì đó, thì cái đó là cái một cái mà nó trước mắt mình, nó dễ để cho cái người appraiser người ta viết cái report, hơn là những cái vụ như nó đổ xi măng qua ống cống, không ai biết nó bị stuck ở đâu. Thường thường những cái đó người appraiser người ta viết là nó bị hư hoàn toàn để cho chắc hẳn. Physical deterioration may be curable or incurable. Curable là cost of correcting issue could be recovered in sale price when property sold, also known as deferred maintenance. Incurable tức là issue cannot be fixed or cost of doing so is impractically high. Thì cái curable giống như mình thấy nó đập bể tường, cái người construction tới người ta sẽ estimate được ok, sửa cái tường này có 500,000, thì cái đó, cái cost đó người ta có thể cộng vô trong cái giá sale. Thí dụ người ta bán căn nhà là 300, nhưng mà sửa cái tiền nhà
sửa cái tường là 500. Thì bây giờ đó nó bớt đi, nó bán cái người mua as is là 250. À, nhưng mà bây giờ bỏ cái xi măng của ống cống, nó không biết bị chỗ nào, không biết sửa nào, không biết nó bị nặng hay bị nhẹ, không biết là bây giờ phải phá nguyên cái nhà ra, xây nhà mới, chạy đường ống mới, hay nó có thể chạy cái đường ống song song với cái nhà bên ngoài. Thì cái đó là incurable, nó không biết là phải làm gì. Hai cái nó khó cho cái người appraiser là làm hơn. Tại vì bây giờ người ta phải mướn người đào thử lên, người ta mới biết được cái ống cống nó bị nghẹt ở đâu, và ở cái phòng nào nó bị nghẹt, hay tất cả những ống cống chạy, tất cả những cái ống cống trong nhà nó bị nghẹt. Thấy không? Thành ra lúc người ta tới đó, người ta không có viết được cái report đó. Thế đến gọi là incurable, người ta không biết được. Cho tới lúc người ta phải mướn người tới, lúc đó mới biết. Appraisal nó không pay. Appraisal là cái người mình mướn tới, nhà băng mướn tới để định giá cái nhà. Thì chủ nhà nếu nó muốn bán nhà thì nó là người phải sửa. Hoặc là cái người muốn mua, người ta nói là bây giờ tôi gọi constructor tới rồi, nó định giá là 10.000, thì giờ anh bớt 10.000 tôi sẽ mua. Thì thường thường bị nặng á, cái người seller đó, người ta sẽ để cái người buyer sửa. Nếu bị nhẹ người seller sẽ sửa rồi bán. Tại vì bị những cái trường hợp đó người seller đâu biết được là phải đập nguyên căn nhà hay chỉ có chạy đường ống khác thôi. Cho nên người ta thấy được người mua người ta mừng rồi. Ok, mua rồi muốn sửa thì sửa. Ta thích, ta bớt đi một tí xíu tiền. Functional obsolescence, tức là loss in value due to functional inadequacy often caused by age or poor design. Example, inconvenient floor plan, outdated fixture, too few bathroom for bedroom. Có nhiều nhà đó, nó có nhiều cái phòng tắm hơn là cái phòng ngủ. Tại vì nó xây hồi trước, nhiều nhà xây cũ đó. Somehow cái phòng ngủ nó xây ít hơn là cái phòng tắm. Nhưng mà ngược lại bây giờ nó xây phòng ngủ nhiều hơn cái phòng tắm. Thì những cái đó là những cái functional obsolescence. If a problem is inside property line and is not physical deterioration, then it is functional obsolescence. Thì những cái định nghĩa của những cái functional, khi mà cái người appraiser người ta tới đó, là người ta coi là nó ở trong nhà hay nó bên ngoài nhà, hay nó bị về cái gì, nó ảnh hưởng tới cái nhà làm sao. Thì thường thường những cái mà nó bị như là cái floor plan, như là hồi trước á, mình nói là nó xây thảm, nhưng mà về sau này, thời này nó không có thảm nữa, mà nó là gạch hay là nó là gỗ. Thì bây giờ vô mua cái nhà mà bằng thảm không, thì coi như người appraiser sẽ viết cái đó là functional obsolete. Nhà bây giờ không có thảm nữa. External obsolescence, loss in value caused by factor outside property line, external to property itself, is called economic obsolescence. Ví dụ như là cái zoning change, desirable neighborhood, traffic congestion, proximity to a nuisance. Cái khu nhà hồi trước nó good, khu nhà người ta ở good, nhưng bây giờ đó nhiều người dọn về Westminster quá, cho nên cái đường đi nó kẹt. Thì cái đó là external, đúng không? Thành ra cái giá nhà bây giờ nó không còn bằng cái giá nhà mà nó không theo với những nhà khác được. Tại vì khi những cái nhà nó bán 6 tháng trước, 1 năm trước á, nó đâu có bị traffic. Nhưng bây giờ nó tới, nhiều người tới Westminster quá, cho nên traffic nó bị kẹt. Cho nên nó phải viết vô cái external obsolescence. Thành ra cái giá nhà nó sẽ giảm xuống, nó không bằng cái giá nhà hồi trước mua được. Hay là bây giờ, hồi trước ở cái Midway City nó cho mình làm business trong nhà, bây giờ nó không cho. Thì cái giá nhà bán hồi trước á, nó không thể nào nó xài cái giá nhà đó được, nhưng mà nó phải trừ đi. Tại vì nhà bây giờ bán không có mở business bên trong nhà được, không có khai thuế bên trong nhà được.
cái neighborhood bây giờ nó xấu rồi, bây giờ gang nó vô rồi, nó vẽ đầy trên tường. Mà 6 tháng trước cái nhà nó bán, cái nhà nó lấy rồi thì nó không theo đó. 6 tháng trước chưa có bad guy nó buồn. Thấy không? Giá giá nó cũng khác đi. Physical deterioration usually curable unless particularly severe. Functional obsolescence may be curable depending on the cause of modification. Và cái external obsolescence đó, thì virtually always incurable because it's out the property owner control. Thì trong ba cái điểm mà để mà làm cái giá nhà nó xuống á, thì cái cuối cùng á, external obsolescence á, là owner nó đâu control được, đúng không? Mình đâu control được là mình mua căn nhà đó, bây giờ nguyên cái khu của mình á, người nào cũng lo bán nhà người ta chạy đi chỗ khác, mình đâu có bắt người ta ở lại được, đâu có control được. Hay là bây giờ traffic nó đầy, người ta cho mướn nhà do nhiều nhiều người vô khóa, traffic ở trong cái khu nó bị kẹt, thì cái người owner của cái nhà người ta cũng đâu có control được cái đó, thấy không? Yeah. Thì cái đó là cái khác biệt giữa ba cái mà nó làm cho cái giá nhà mình nó xuống. Method of estimating the depreciation fall into two categories. Một cái là indirect method. Ở trong cái indirect method đó là capitalization method and market data method. Cái kế nữa là direct method, là straight line method hay là engineering method. Indirect method are considered more accurate than direct method since they are based on market data. Okay. Nó nói sâu vô về cái straight line method concerned with property effective age than it actually chronological age, effective age, how long building will be useful in its present use, sometimes called age line method. Bây giờ nó tới nó định giá căn nhà nó cũ rồi, nó phải sửa chữa nhiều. Thì cái định giá đó nó coi coi cái nhà đó ngay lúc mà bây giờ cái người mua người ta mua đó, người ta còn xài được bao lâu nữa. Thì tùy theo cái đó, cái giá nó xuống hay không, cái giá nó bằng hay không, thì cái cách đó nó gọi là straight line method. Hay nó sometimes nó còn gọi là age line method. Và nhớ mai mốt khi mình làm test á, nó nói mình giờ cái building nó 100 năm rồi, thì cái người appraiser người ta tới đó, người ta xài cái cost approach. Nhưng mà trong cái cost approach đó người ta xài cái gì, thì mình biết đó là cái straight line method hay là nó gọi là age line method để người ta định giá cái căn nhà đó. Last step in cost approach to value is to add value of land to depreciated value of improvement. Value of land is usually estimated by sale comparison method. Nó tới căn nhà ha, căn nhà bị mục nát hết rồi, nó định giá rồi, sau đó nó mới định giá cái đất. Nhớ không, cái giá cái đất á, nó không bao giờ nó bị thay đổi hết, mà nó chuyên môn nó lên. Mà khi nó định giá, thành ra khi nó tới để nó một cái người ta định giá căn nhà mà bị nhà băng tịch thu á, thường thường người ta làm hai cái đất người ta làm riêng, cái nhà nữa người ta làm riêng. Cái nhà thường thường ta làm cái cost approach, cái đất á, người ta làm cái sale comparison method. Người ta so sánh với cái diện tích đó, cái nhà nó bán rồi, nó bán bao nhiêu, cái thành phố nó định giá cái đất đó là bao nhiêu, thì nó sẽ xài xem cái giá đó, chứ nó không bao giờ nó tính cái đất nó ít hơn với những cái nhà mà đã bán rồi hay cái giá mà của thành phố định. Chỉ có cái giá nhà only là nó sẽ tính ít đi. Rồi, đó là những cái mà mình mới học về cái cost approach. Cái cuối cùng đó là cái income approach. Thường thường nó ấy là để cho những người mua nhà để cho mướn. Tức là method used to appraise present value of property income producing capability, also called capitalization method. Appraiser use property income to estimate its value to investor.
often used for commercial property and residential rental property. Thường thường mấy mình đi mua nhà đó, mình phải hỏi thân chủ là thân chủ muốn mua nhà này để ở hay để cho mướn. Thì nếu mà mình biết thân chủ mua mà để cho mướn á, thì mình phải viết trong cái hồ sơ của mình. Thì khi nhà băng nó tới, nó gửi người appraisal, người ta biết, người ta chỉ có xài cái in-kind approach, người ta không cần xài mấy cái kia. Dạ, dạ, chào chị. Năm cái điểm để mà nó tính ở trong cái in-kind approach, tức là nó calculate property potential gross income. Nó tính là với cái nhà này, với cái tình trạng này, với lại những cái record mà từ đó giờ người ta cho mướn nhà đó. Ví dụ như 5 năm vừa rồi, không có ai, cái nhà đó nó cho mướn liên tiếp, cái thời hạn mà nó trống nó ít đi. Hầu như là không có, tháng nào người ta cũng có đủ. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì là nó deduct vacancy factor to estimate effective gross income. Nó coi giờ cái nhà đó 5 năm vừa rồi nó chỉ cho mướn được có 3 năm mà. 2 năm nó không cho mướn được. Mà khi 2 năm không mướn được á, tức là cái tiền lỗ đúng không? Thì nó sẽ trừ cái tiền cho mướn cái người chủ lấy vô, trừ cái tiền mà lúc mà nó không cho mướn được. Thì nó ra cái số đó thì nó báo cho cái người sắp sửa mua nhà đó. Trong vòng 5 năm vừa rồi, người ta chỉ có kiếm được bằng này tiền thôi. À, cái kế nữa là nó subtract operating expenses to determine net income. Bây giờ mình cho mướn nhà, thường thường Việt Nam mình thì hay tự mình cho mướn nhà. Mỹ thường thường nó hay mướn mấy cái broker đại diện nó cho mướn nhà. Thì cái người appraiser đó, người ta cũng phải cộng cái tiền đó vô. Thì người ta mới cho cái người sắp sửa mua nhà biết, trừ hết chi phí gì rồi, anh còn đem về bằng này. À, cái đó là một cái nữa. À, cái kế tiếp là select appropriate capitalization rate. Tức là nó tính bây giờ mua cái nhà đó với trong cái khu đó, so sánh với mua cũng xem cái nhà đó, cũng cái giá bằng đó. Cái khu ở Phantom Valley, thí dụ một cái là Savannah đi, cái Phantom Valley. Thì nó thấy cùng cái giá đó mà cho mướn, ở Phantom Valley cho mướn mắc hơn là mua ở Santana. Cái người appraiser người ta cũng phải viết xuống cho cái người buyer người ta đặt. Để gì người thấy cũng cùng số tiền này tôi spend bằng này. Tại sao tôi phải mua ở Santana? Tôi đi mua ở Phantom Valley, tôi mướn cho mướn nhiều tiền hơn, lợi hơn. Như vậy. Cái cuối cùng là capitalize property net income to estimate its value. Thì nó dựa theo cái điểm mà cái tiền lời trừ hết tiền ra đó, nó đem về bao nhiêu. Nó mới tính cái giá của cái nhà, trị giá của cái nhà. Nó tính dụ như mình mượn loan là 30 năm. Mỗi một năm mình đem vô bằng đó. Thì cái giá nhà nó phải bao nhiêu để mình mới có lời được. Thì đó là năm cái step mà nó tính cho cái income approach. Okay, gross income. Okay. Đó. Nó nói thêm vô đó là cho mình biết thêm cái gross income là gì, là cái estimate of what property would earn if it were available for lease in today's market. Tức là ngay bây giờ mình mua nhà, mình cho mướn thì cái giá nhà mình sẽ đem vô là bao nhiêu. Tức là chưa có tính trừ tiền mình phải sửa cầu tiêu, là mình phải sơn lại, là chưa tính mình trả tiền cho mấy cái người ta mình mướn để người ta đại diện mình đi kiếm người mướn. Economic rent, tức là rent property would earn on open market if fully occupied and all rent collected, also called potential gross income. Contract rent refers to what property is earning now under present term. Cái contract rent tức là nó dựa theo những cái mà cái người chủ nhà đã và đang cho mướn. Là bao nhiêu, cái contract nó cho mướn là nhiều. Cái economic rent đó tức là bây giờ mình mua nhà rồi,
Ví dụ như người chủ vừa rồi đi, người ta cho mướn người ta 2.000 thôi. Với cái market bây giờ đó, xem cái nhà đó phải cho mướn 3.000. Thì cái đó là cái khác biệt giữa cái economic rent và cái contract rent. Cái contract rent mình không có đổi được. Ví dụ mình mua nhà, cái contract cái người đang ở đó là người ta ký 5 năm. Nhưng mà người ta mới ở đó có 2 năm thôi. Mình mua nhà đó, mình phải bắt buộc mình phải honor cái contract rent đó. Mình không đuổi cái người rent ra được. Mình đuổi ra người ta sẽ su mình. Cách đây 1-2 tháng cái chuyện có thật. Cái bà này bà mua nhà, không biết bà quên hay là bà không biết hay là agent không giải thích. Bà mua nhà rồi, bà đuổi cái người mướn ra không được. Tại vì cái contract rent của cái người ta vẫn còn thêm 2 năm. Thành ra bây giờ bà đang su lại cái người agent của bà. Nó đẩy trên news á. Tại bà nói cho tới bây giờ bà mua trước thời Covid. Mà giờ gần hết Covid thì bà chưa dọn qua được. Mà mỗi tháng bà phải trả tiền rent cho nhà băng. Tại bà mượn loan. Và bà trả tiền rent của cái apartment bà đang ở. Coi như bà lỗ. Mà cái người... Nhưng mà giờ người rent ta nói người ta unemployed. Bây giờ bạn phải apply cái của chính phủ nó trả. Nhưng mà thường thường ta mua đó, ta muốn dọn vô nhà, ta mua xong ta đâu muốn bị stuck đâu. Thành ra giờ bà đang sue và không biết là cái đó lỗi của agent không giải thích. Nhưng mà bà là người ký giấy. Thành ra cái đó cũng khó mà thắng. Có nhiều khi lúc đó cái người thành giám mới nói chuyện này mình không biết, chỉ nghe trên news nó nói, thành giám mình không biết bên trong nó là sao. Mà nhiều khi cái người đó cho mướn nhà đúng không, cái người ở mướn đó nhiều khi lúc đó người ta đi về vacation, người ta đi đâu lúc ở trên đó vô. Dạ thì nhiều khi mình không biết được, hay là mình cứ ý ý. Thì thành giám mới nói là có nhiều cái trường hợp á, mình phải check kỹ. Mình phải make sure là cái contract, cái người mướn á, là khi mình vô một cái là người ta phải đi ra. Thành ra cái lỗi ở đây không biết là lỗi của ai. Nhưng mà khi người ta ký giấy rồi đó, ra tòa cũng khó lắm. Thấy không? Dạ. Yeah. Thành ra đó là cho đến giờ này người ta cũng chưa vô được nữa. 5:30 rồi. Effective gross income tức là potential gross income. Minus bad debt and vacancy factor. Đó, tức là trừ những cái tiền mà người ta giật mình. Ha, giờ ví dụ nó trong nhà này anh mua đó, anh cho mướn được 3.000. Nhưng mà trừ cái tiền người ta giật. Trừ luôn cái tiền mà người ta, những cái nhà lúc mình ở châu, thì những cái người appraiser đó, nó nhiệm vụ người ta phải tính hết cho mình, phải viết lên cái report cho mình, mình đọc xong mình có muốn mua nữa hay không, mình tiếp tục. Mấy người mà làm về cái income approach này đó, thường thường nhớ lúc đầu tiên mình học không, nó có tới 5 cái level, thường thường cái người đó là người cao nhất. Nhà băng nó hay gửi những người đó, người đó có nhiều kinh nghiệm hơn. Về cái income approach. Tại vì nếu mà không á, là mai mốt á, cái người mua nhà invest á, thì người ta có thể su lại cái người appraisal và su lại nhà băng. Vacancy factor tức là percentage of potential gross income deduct to allow for unpaid rent and vacancy. Cái đó mình mới nói qua rồi. Net income, effective gross income minus operating expenses. Tất cả những cái tiền mà mình trả ra sửa nhà, mình trả người mà đại diện mình để đi kiếm nhà, mua nhà này kia đó, cho mướn nhà đó, thì mình trừ hết cái tiền rent ra, mình trừ đó ra thì đó gọi là net income. Kế tiếp nó nói là có 3 cái operating expenses. Một cái là fixed expenses, một cái là maintenance expense and reserve for replacement. Thường thường mà mình cho mướn nhà đó thì mình phải deal với ba này. Cái fixed expense đó là cái real estate tax với lại cái hazard insurance đúng không? Mình mua nhà, cho mướn hay mình ở, cái thuế là mình bắt buộc phải trả.
cái đó là 100% phải trả, mình không có trốn được. Cái nữa là cái bảo hiểm cháy, bảo hiểm flood, earthquake, những cái đó là mình phải trả. Thì khi mà cái người mà viết cái income approach, người ta cũng phải cho mình biết những cái tiền đó để mình tính coi mình có nên mua tiếp tục hay không, để mình cho mướn hay không. Cái kế là maintenance expense, là những cái đó là những cái mà mình sửa chữa cái nhà, cái phòng mà mình cho mướn ha. Nó bao gồm tenant service, utility, supply, cleaning, repair, administrative and management cost, tức là cái phần cuối cùng là phần nếu mà mình mướn người đại diện mình đi kiếm người cho mướn nhà và kiếm người đuổi người, thì cái những cái đó là những cái là mình cũng phải tính vô trước khi mà mình muốn mua nhà cho mướn. Cái nữa là reserve for replacement, fund set aside for eventually replacement of structure and equipment that will wear out. Thì người ta khuyên mình luôn là mình cũng nên để dành tiền đề phòng, là bây giờ dĩ nhiên khi mình cho mướn á, mình xài, người ta xài đồ đó, người ta đâu có giữ kỹ cho mình, thấy không, người ta sẽ phá. Hay là mình cho mướn đồ người ta dọn ra, mình phải sơn lại, mình phải giặt thảm, mình phải thay bất cứ gì nó hư, thì người ta khuyên mình cũng nên để dành tiền để mình sửa chữa cái đó. Coi như ba cái mà mình học đó là fix expand, maintain expand với lại reserve, thì ba những cái đó những là ba cái mà mình phải nên để ý khi mà mình muốn mua nhà cho mướn. Một cái nữa là property expenses not consider operating expenses for appraisal purpose including mortgage payment, owner income tax and depreciation reserve. Người ta nói khi mà cái người mà người ta viết cái report đó, thì những cái tiền người ta tính vô đó, người ta không có tính vô những cái tiền mình phải trả nhà băng ha. Người ta không có tính là cái tiền mình phải đóng thuế, và người ta không có tính mấy cái tiền, ví dụ như mình mua nhà hàng đi, thì những cái tiền như là chén dĩa, những cái nồi niêu xoong chảo, những cái tiền đó thì mình viết để mình chịu thuế được. Cái người viết appraisal người ta sẽ không có tính cái đó. Capitalization là process of converting net income estimate from estimate of property present value expressed mathematical formula. Tức là cái net income á, nó chia cho cái cap rate thì nó sẽ bằng cái value. Nó lấy cái, ví dụ như nó nói là bây giờ trừ hết tiền ra, mỗi tháng mình đem về 1,000, nó chia ra cái cap rate thì nó mới tính được cái giá trị của căn nhà. Thì lúc đó trong cái report của nó sẽ viết cái giá trị của căn nhà là bao nhiêu, thì nó sẽ cho mình biết. If property is rich investment, investor usually require greater rate of return on investment, choose higher capitalization rate. Higher capitalization rate will result in lower value of property. Thì khi mà cái người đó người ta tính ra đó, cái nhà appraisal người ta tính ra đó, cái giá trị của căn nhà đó nó không có đem về nhiều cái tiền lợi cho mình á, thì thường thường mấy người investment á, người ta thường thường ta bỏ đi, ta bỏ lại, ta đi kiếm mua nhà khác. Cái nhiệm vụ của cái người mà định giá để cho những người mà mua nhà cho mướn á, những người đó thường thường đó, người ta có nhiều experience, mà mình nên nghe lời người ta. Khi người ta định giá ra mà cái nhà đó nó không đáng để mình mua đó, mình đừng có nhào vô mình mua, mình sẽ bị lỗ, thường là vậy. To select a appropriate capitalization rate, appraiser must account for both return of investment and return on the investment. Thì hai cái điểm đó là hai cái mà thường thường mấy người appraiser người ta sẽ viết cả cái report cho mình. Appraiser use three methods for selecting an appropriate capitalization rate. Một cái là direct comparison method, cái là band of investment method, và cái thứ ba nữa là summation method. Thì sau khi người ta làm những cái điều kiện trên rồi,
người ta sẽ làm thêm vô ba cái là direct comparison method ha. Thì cái đó là này. Ok, rồi về hết giờ. Hai phần nữa gặp. Rồi. Hai phần nữa, hai phần trở lại phần tới. Ồ cái này, sau khi mà chị làm ba cái final này rồi. In the ba cái certificate. Sau đó vô đây download hai cái form này, làm cái live fingerprint, nộp đơn đi thi kèm với ba cái certificate này, chính phủ sẽ cho mình đi thi. Nếu mình miss cái này, chính phủ nó nhận đơn mình, nó sẽ giữ lại, nó gửi thư báo cáo cho mình là anh cần ba cái certificate này. À. Rồi chị có làm cái này chưa? Ồ, à, ở trường học nó gửi về ba cuốn sách chưa? Ba cuốn chưa, hai cuốn? Ba cuốn. Thì trong lúc nó gửi đó, nó có cái đề, nó đề là username and password đó. Mình nên qua đây mình làm đi. Làm mấy cái quiz đi. Ha? Yeah. Ok, tức là. Ồ, oh, vậy hả? Xin lỗi, không biết. Mà bữa lúc mà chị vô là ai ghi danh vô? Ồ, oh, ok. Rồi, vậy là chắc cậu quen đó. Chứ thường thường mình ghi danh đó. Ờ, không, thường thường ghi danh thì người ta phải giải thích cho mình và phải làm. Ờ, thôi bây giờ chị biết rồi. À, okay. Bảo đảm đầu thì đó là chắc chắn là không ai bảo đảm được. Bảo đảm là cái đó 100% Danny Ganty là không bao giờ mà bảo đảm đầu được. Tại vì chỉ không, tại vì thứ nhất cái là state nó control những cái đề thi. Làm sao người ta biết được những cái đề người ta đưa mình là những đề đã qua rồi. Cái cấu trúc của những câu hỏi nó sẽ giống nhau. Nhưng mà sao ta người ta bảo đảm được mình đậu được. Dạ. Dạ, đúng rồi. Có nhiều thành ra nếu mà mình học cuốn sách cho mình học thuộc lòng á, đi vô trong bài đó nó đổi cái chữ